Chủ đề của chúng ta ở trong buổi tối hôm nay đó là: nhưng phạm thượng đến thánh linh sẽ chẳng được tha đâu. Các anh chị em, tôi nhắc lại đề tài của chúng ta ở trong buổi tối hôm nay đó là: nhưng phạm thượng đến thánh linh sẽ chẳng được tha đâu. Đây là cái câu nói mà Chúa Giêsu đã nói trong phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta, Matthew chương 12 từ câu 22 cho đến câu 37. Mời anh chị em cùng mở ra với tôi ở trong Matthew chương 12 từ câu 22 đến câu 37. Tôi xin phép được công bố lời Đức Chúa Trời. Bây giờ người ta đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa lành, khiến người ấy nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều kinh ngạc, nói rằng: phải chăng người này là con vua David? Nhưng khi nghe vậy, những người Pharisee lại bảo: người này không thể nào đuổi được quỷ nếu không nhờ quỷ vương Beelzebul. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ nên phán: vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ, một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Nếu Satan đuổi Satan, ấy là tự nó chia rẽ, vương quốc nó làm sao đứng vững được? Nếu ta nhờ Beelzebul mà đuổi quỷ, thế thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. Còn nếu ta nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Hay là làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại? Phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người được. Ai không ở với ta là chống lại ta, ai không liên kết với ta thì tan tác. Vì vậy, ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến thánh linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Nếu là cây lành thì quả cũng lành, nếu là cây độc thì quả cũng độc, vì xem quả thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh điều thiện, còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh điều ác. Nhưng ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính, cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào trong phần thảo luận. Các anh chị em trong lớp học trực tiếp chuẩn bị để phát biểu nhé. Hôm nay chúng ta chỉ có một câu hỏi, và tôi tin rằng câu hỏi này không phải là một cái câu hỏi mà quá dễ dàng cho anh chị em trả lời đâu, nếu như anh chị em không có một cái sự đọc và suy gẫm Kinh Thánh thật là kỹ lưỡng ở trong cái sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh. Trong khi mà các anh chị em trong lớp học trực tiếp đang thảo luận, thì những anh chị em nào đang theo dõi qua livestream mà có ý kiến muốn đóng góp, muốn phát biểu, thì anh chị em có thể gửi nó vào trong những cái comment, những lời bình của anh chị em, và chúng tôi sẽ đọc những lời bình của anh chị em trong những thời gian có thể, để chúng tôi có thể học hỏi từ nơi anh chị em. Tất cả chúng ta đều hết sức tích cực để phát biểu nhé, đặc biệt là các anh chị em trong lớp học trực tiếp, để chúng ta tránh mất thời gian, và đồng thời để cái bầu không khí của chúng ta nó đầy nhiệt huyết, đầy sôi nổi. Amen chị em. Rồi, đây là câu hỏi thảo luận của chúng ta
ở trong buổi tối hôm nay. Chúa Giêsu nói, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người. Nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha. Nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Điều đó được chép ở trong Matthew chương 12, câu 31, 32. Anh chị em hiểu như thế nào về lời này? Phải chăng Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài không cao trọng bằng Chúa Thánh Linh? Hay phải chăng Chúa Giêsu muốn nói rằng Chúa Thánh Linh hoàn toàn độc lập với Ngài và chỉ có trong Chúa Giêsu mới có sự tha thứ mọi tội lỗi, còn trong Chúa Thánh Linh thì không? Tôi đọc lại câu hỏi này nhé, anh chị em nghe thật là kỹ nha. Chúa Giêsu nói, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Anh chị em hiểu như thế nào về lời này? Phải chăng Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài không cao trọng bằng Chúa Thánh Linh? Hay phải chăng Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài và Chúa Thánh Linh hoàn toàn độc lập với nhau và chỉ có trong Ngài mới có sự tha thứ mọi tội lỗi, còn trong Chúa Thánh Linh thì không? Rồi, chúng ta bắt đầu thảo luận. Xin mời các anh chị em trong lớp học trực tiếp, ai sẽ là người xung phong phát biểu trong buổi tối hôm nay? Em Hậu. Rồi, xin mời Hậu. Dạ, em hiểu trong thế này, không phải là Chúa Giêsu với lại Chúa Thánh Linh là không có sự liên hệ, và Chúa Giêsu không bằng Chúa Thánh Linh. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh này theo sự hiểu biết của em là nếu mà phạm tội á mà Chúa Thánh Linh là không được tha thứ á, thì ở trong Kinh Thánh Gia Cơ mới nói cái câu nói là mà có một cái điều và câu Kinh Thánh sẽ ý như vậy, nếu mà Chúa Thánh Linh là ứng chứng cho mình để được cứu rỗi tin tức này là thánh thơ, mà ai mà phạm tội với lại Chúa Thánh Linh thì không được tha thứ. Cái điều đó mà em hiểu được đó là nếu mà một người mà họ phạm tội với lại Chúa Thánh Linh, hoặc là Chúa Thánh Linh cấu trách nhiều lần nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai, hoặc là cứ cố tình phạm tội thì điều đó tố cáo đó là họ không thể từ chối. Một người mà không thể từ chối, không tin ở mà quyền năng của Chúa Giêsu, là bởi vì Chúa Thánh Linh mới phải mở lòng mở trí cho con người ta để họ tin vào sự tha tội của con huyết Chúa. Mà nếu mà một người nào họ phạm vào tội Thánh Linh thì đồng nghĩa là tố cáo là việc họ không tin vào huyết Chúa, không tin Chúa nên là họ không được tha trong đời này hoặc là đời sau. Những người đó họ có thể làm nhiều việc nhưng mà được họ phạm tội với Thánh Linh là tốt cả họ sẽ không chịu được tốt. Theo em người có hiểu là vậy. Rồi, cảm ơn Hậu. Ai sẽ là người phát biểu tiếp theo? Ai sẽ trả lời câu hỏi của tôi? Để tôi xin nói tiếp câu này thì... Cô Ngoãn đúng không? Đúng không sư ơi? Rồi, xin mời cô Ngoãn phát biểu. Trong câu 31-32 này thì Chúa nói nếu ai mà Ngài nói rằng Chúa nói với chúng ta rằng những người phạm đến con người thì nó dễ, nhưng phạm đến Chúa Thánh Linh thì không bao giờ được tha thứ. Tại trong chúng ta là có Đức Thánh Linh dẫn dắt mình nói những người đó chống nghịch với mình thì nó dễ, chống nghịch với con người thì còn có thể con người còn tha thứ. Ai mà nghe đến Đức Thánh Linh mà chống nghịch thì dù chống nghịch là phạm tội Đức Thánh Linh là không bao giờ Đức Thánh Linh tha thứ được. Tại vì Đức Thánh Linh là đấng quyền năng,
tối thượng mà mình đã là mình chống Đức Thánh Linh, là cũng như mình chống trời, chống Đức Chúa Trời là không bao giờ được tha thứ, dù đời này hay là đời sau. Nếu có những người đó mà không ăn năn để quay lại, để quay đầu lại để thờ phượng Chúa, thì không bao giờ cái người đó trước sau gì là cũng bị Đức Thánh Linh quở trách tới đời một, đời này không phải đời này mà phạm tới ba bốn đời những người nếu phạm thượng đến Đức Thánh Linh. Còn gì nữa không cô Ngoãn? Hết là một xưa, tại vì chỉ hiểu vậy thôi, hiểu những người mà thấy theo từ trước đến nay, đến theo Chúa nhiều năm đó, là những người mà chống nghịch với Đức Thánh Linh đó, là sau này những người đó là hậu quả mình thấy trước mắt đó, liền bây giờ chứ không có cần nói là đời sau nữa. Mình thấy là chống càng cao, Chúa càng chống thì cái người đó là lãnh hậu quả càng cao. Theo thấy ở đây là thực tế, như là em ruột thôi mà đưa tay lên là chống Chúa, là bao năm nay là nhà cửa không còn cái gì hết trơn, thiếu nợ là bạc tỷ luôn đó. Là những người chống Thánh Linh là không tồn tại. Chống con người thì nó dễ, chứ đóng chống Thánh Linh thì rất là khó. Rồi, cảm ơn cô Ngoãn về lời phát biểu của cô. Rồi, tôi muốn nghe những anh chị em khác. Đây không phải là một câu hỏi dễ đâu, và tôi rất là muốn nghe nhiều ý kiến khác nhau. Tôi xin có ý kiến bổ sung thêm cái hai phần này một sư. Rồi, phần xin, là xin, mời. Xin mời thầy Hải. Cái phần câu 31, vì vậy ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Tại vì sao mà phạm thượng với loài người thì được tha, mà còn phạm thượng với Đức Thánh Linh thì không được tha? Bởi vì phạm thượng đến loài người ấy, tại vì là Chúa Giêsu đã được quầy thai bởi Đức Thánh Linh, cái một người nữ Mary, nên là Chúa Giêsu cũng là một con người. Nhưng mà Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là ban cho cái quyền năng khác lạ để xuống trần gian này để cứu rỗi, nên là Chúa Giêsu và ai phạm tội đến Chúa Giêsu thì ngài cũng được tha thứ cho, ngài hoàn toàn ngài tha thứ cho. Còn những phạm tội đến Đức Thánh Linh thì không được tha thứ, tại vì Đức Thánh Linh mà không phải là một con người, mà Đức Thánh Linh đây là thần linh chứ không phải là một con người, nên chúng ta phạm thượng đến thần thì chúng ta sẽ không được tha thứ. Nhờ đó ông sư. Hồi nãy giờ các anh chị em nói như vậy, và thầy Hải vừa nói cái ý như là mọi người vừa nghe đó, thì tôi chỉ hỏi một cái câu hỏi phụ thôi. Như vậy thì những cái người ở bên ngoài kia, rất là nhiều người họ đã phỉ báng Chúa của chúng ta. Thậm chí họ phỉ báng một cách rất là thầm tệ. Thì anh chị em nghĩ rằng những cái con người ở bên ngoài đó, họ phỉ báng như vậy thì họ cũng sẽ không bao giờ được tha thứ sao? Cái đó là như là phỉ báng họ được tha thứ, mà họ quay đầu lại biết ăn năn, nhìn nhận tiếp nhận Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta thì họ tha. Tức là nếu mà sau khi phỉ báng họ biết quay đầu lại ăn năn thì họ sẽ được tha, đúng không? Đúng, còn sư, nếu những người đó như là tên cướp lên trên đó, gọi là tên cướp kia thì phỉ báng mà nó rồi lên đây thì ông này ổng cũng lúc trước ổng cũng phỉ báng xuống, ổng quay đầu lại thì ổng cũng được tha, ổng cũng được về nước Chúa Trời với Chúa Giêsu. Rồi, cảm ơn cô Ngoãn, người vợ đã bổ sung cho chồng, trả lời thay cho chồng. Thì lát nữa thì trong cái phần phân tích thì tôi sẽ nói rõ. Bây giờ tôi muốn nghe một người nữa trả lời câu hỏi của tôi. Rồi anh chị em nào muốn trả lời? Tôi nói rồi.
Tôi nghe giọng ai giống như giọng anh Chuyên nhưng mà nó bị ngạt ngạt, nghe không rõ. Phải anh Chuyên không? À, hình như là mạng bên anh Chuyên có vấn đề, tôi thấy nó bị đứng. À, các anh chị em khác, người nào mà có mạng tốt á, muốn trả lời thì cứ mạnh dạn trả lời nha. Rồi, tôi muốn nghe một người nữa. Anh chị em có nghe tôi không? Anh chị em trong lớp, hồi nãy tôi thấy hình như mạng nó có bị gián đoạn trong một lúc. Tôi không biết là có bị ảnh hưởng chung trên cả lớp của chúng ta hay không. Nếu mà anh chị em nghe được thì cho tôi biết là anh chị em nghe được. Anh chị em có đang nghe tôi nói không? Các anh chị em trong lớp học trực tiếp. Tôi nghe. À, cô Ngoãn nghe, rồi những người khác đâu rồi? Chị Quyên, Thủy, rồi chị Hạnh, chú Năm, những người khác. Ai nghe được và ai có ý tưởng muốn phát biểu thì vui lòng phát biểu. Tôi muốn mời một người nữa. À, có vẻ như là cái mạng của chúng ta nó đang bị trục trặc ở một số chỗ. À, thôi được rồi. Như vậy thì cái phần thảo luận chúng ta có thể kết thúc ở đây. Và tôi sẽ cùng với anh chị em đúc kết bài học này. À, thưa anh chị em, bây giờ chúng ta hãy trở lại với phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta, Matthew chương 12, từ câu 22 cho đến câu 37. Và chúng ta sẽ xem xét những cái chi tiết ở trong cái bối cảnh như thế nào để chúng ta đúc kết bài học của mình. Anh chị em thấy là bối cảnh lúc bấy giờ, người ta đem đến cho Chúa Giê-xu một người bị quỷ ám. Và cái người này ở trong cái tình trạng là bị mù và câm. À, tôi đoán là cái tình trạng mù và câm này là do quỷ nó làm ra, thưa anh chị em. Và Kinh Thánh chép rằng Ngài đã chữa lành và khiến cho cái người bị mù và câm đó có thể nhìn thấy được và có thể nói được. Đây là một phép lạ rất là lớn, thưa anh chị em. Ở trong số những cái sự chữa lành thì sự chữa lành người mù và chữa lành những người câm và đặc biệt là những người câm điếc bẩm sinh thì có thể nói đó là những cái phép lạ rất là lớn, thật sự là lạ, thưa anh chị em, mà không phải lúc nào cũng có thể diễn ra được, thưa anh chị em. Và Chúa Giê-xu đã làm một cái phép lạ sờ như vậy, và Kinh Thánh chép rõ ràng tất cả dân chúng đều kinh ngạc và họ nói rằng phải chăng người này là con vua David? Anh chị em biết tại sao mà họ hỏi như vậy không? Tại vì họ thấy quá kỳ diệu. Nếu như người này chỉ là con vua David, có nghĩa là một người trong dòng dõi David thôi, thì người này cũng chỉ là một cái người phàm xác thịt như bao nhiêu người khác, thì làm sao mà có thể làm được một cái phép lạ lớn lao như vậy? Thưa anh chị em, cho nên khi họ hỏi như vậy có nghĩa là họ thắc mắc, họ nói lẽ nào một cái người phàm xác thịt mà có thể làm được một phép lạ lớn như vậy. Và tôi tin rằng họ bắt đầu đi đúng hướng đó. Họ bắt đầu đi đúng hướng. Họ bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng Chúa không phải là một cái người phàm xác thịt như bao nhiêu người khác, mà Chúa là đấng đến từ trời. Và họ sắp sửa đi đến chỗ nhận biết rằng Chúa là Chúa cứu thế, thưa anh chị em. Và tất cả dân chúng đều kinh ngạc. Kinh Thánh chép rằng tất cả dân chúng đều kinh ngạc, bởi vì cái phép lạ này là một phép lạ lớn lao, mà nếu không phải là Đức Chúa Trời thì không ai có thể làm được những phép lạ như thế này cả, thưa anh chị em. Và ngay khi mà đám đông này nói những cái điều như vậy thì Kinh Thánh cũng chép, nhưng khi nghe vậy những người Pharisee lại bảo, lại là những người Pharisee. Anh chị em thấy những người này họ rất là kiên trì để mà đeo bám Chúa Giê-xu trên từng cây số. Bất cứ nơi nào mà Chúa Giê-xu rao giảng tin lành, rồi Chúa làm những công việc quyền năng và Ngài gây những ảnh hưởng tốt đẹp ở trên dân chúng, thì tôi thấy rằng hình như mấy ông Pharisee rồi mấy ông thông giáo lúc nào cũng lẻo đẻo đi sau, và họ rất là chuyên cần trong cái việc
đi theo Chúa Giêsu như vậy. Và ngay khi họ nghe những cái người này nói một cái điều mà nó rất là có lợi cho Chúa Giêsu, họ đang đi tới chỗ nhận biết Chúa Giêsu, thì những cái người này họ lập tức họ chặn ngay bằng một cái câu nói. Họ nói rằng người này không thể nào đuổi được quỷ nếu không nhờ quỷ vương Beelzebul. Đây không phải là lần đầu tiên mà họ nói một cái câu như thế này. Thưa anh chị em, cũng trong Matthew những cái phần trước đây, anh chị em còn nhớ không? Có một lần mà Chúa đã đuổi quỷ câm và giải phóng cho một cái người mà quỷ nó làm cho người đó bị câm đó. Và tất cả mọi người đều rất là kinh ngạc về việc mà Chúa làm và ca ngợi Đức Chúa Trời. Thì lúc bấy giờ cũng là mấy cái ông Pharisee này đến nói rằng cái người này nhờ chúa quỷ mà đuổi quỷ. Và bây giờ một lần nữa thì họ lại nói rằng người này không thể nào đuổi được quỷ nếu không nhờ quỷ vương Beelzebul. Thưa anh chị em, Beelzebul này theo các nhà nghiên cứu thì họ nói rằng đây là một cái tên khác của Satan. Cũng có những người thì họ nói rằng đây là một trong những tướng lĩnh ở trong cái thế giới của quỷ. Điều đó không phải là điều quan trọng. Tóm lại đây là một cái kẻ ở trong hàng top của quỷ. Như vậy, theo bản thân của tôi thì tôi nghĩ rằng có thể đây là một cái tên khác của Satan, thưa anh chị em. Bởi vì ở trong cái phần Kinh Thánh trước đây thì nói rằng nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ, còn ở đây thì nó là nhờ quỷ vương. Như vậy thì quỷ vương tức là vua quỷ thì tôi nghĩ đó là Satan. Vì Satan là cái kẻ mà có một cái vị trí cao nhất trong vương quốc của quỷ, trong vương quốc của sự tối tăm, thưa anh chị em. Như vậy thì đây là một cái tên khác của Satan, tôi nghĩ như vậy. Thưa anh chị em, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ nên phán. Anh chị em hãy để ý cái chỗ mà biết ý tưởng của họ. Cái này là trước đó họ nói cái câu đó là họ nói là ra luôn. Nhưng khi nghe vậy những người Pharisee lại bảo họ nói rồi. Cho nên Chúa đã nghe cái câu nói đó rồi và mọi người cũng nghe nữa. Như vậy mà ở đây lại nói là Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ nên phán. Như vậy là ý tưởng là gì? Tôi tin rằng ở đây hàm ý nói rằng biết được cái động cơ và cái mục đích của họ, lý do tại sao mà họ nói cái câu này. Chứ không phải là Chúa, mấy người đã nghĩ câu này ở trong lòng, trong trường hợp này không phải là mấy người đã nghĩ trong lòng rồi Chúa đoán cái câu đó ra, hay là Chúa biết được cái câu đó, không phải như thế, mà là Chúa biết được cái động cơ và cái mục đích của họ khi họ nói ra cái câu người này không thể nào đuổi được quỷ nếu không nhờ quỷ vương Beelzebul. Và anh chị em thấy đây, anh chị em thấy rằng mỗi một lần mà có những cái lời sàm bậy, những cái lời bất chính, những cái lời lừa dối nói ra thì Chúa Giêsu không im lặng. Anh chị em phải để ý điều này nhé. Chúa Giêsu luôn luôn để sẵn sàng để đối đáp lại với những thầy thông giáo và người Pharisee này, và Ngài thường xuyên làm cho họ bẻ mặt. Họ thua hết lần này tới lần khác, và chỉ cho đến khi mà Chúa chuẩn bị bước vào trong sự thương khó thì lúc đó Chúa bắt đầu im lặng. Nói cái gì Chúa không nói. Nhưng mà cho đến khi đụng đến danh của Chúa thì Chúa mới mở miệng ra. Nhưng mà trong tất cả những trường hợp trước sự thương khó thì anh chị em thấy rằng bất cứ khi nào mà những thầy thông giáo và người Pharisee này cố để bắt bẻ, cố gài bẫy, cố để mà bắt bí Chúa thì Chúa luôn luôn sẵn sàng để mà đối đáp rất là răng mạch, để cho họ thấy rằng những cái lý lẽ lừa dối của họ là những cái điều sai trật. Và đó là cách để mà Chúa chấn chỉnh lại, bởi vì họ đang nói những cái lời lừa dối đó trước đám đông. Và những lời lừa dối đó có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu con người. Và Chúa Giêsu thấy mình có trách nhiệm phải mở miệng ra để nói những lời công chính, để nói những lời đúng đắn, để nói những cái lời mà nó hoàn toàn hợp lý, hợp tình, để những người lắng nghe Ngài không tin vào những điều lừa dối, mà họ sẽ tin vào nơi lẽ thật. Amen chị em. Cho nên hãy để ý điều này. Hãy để ý điều này nhé. Chúa Giêsu nói, vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ. Một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Nếu Satan đuổi Satan, ấy là tự nó chia rẽ, vương quốc nó làm sao đứng vững được? Nếu ta nhờ Beelzebul mà đuổi quỷ, thế thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. Nếu Chúa Giêsu
lại đi nhờ Beelzebul hay là nhờ Satan mà đuổi quỷ. Thì Chúa Giêsu mới nói là vậy thì con cái của các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? À, chúng ta đọc tiếp ở dưới này nha. Còn nếu ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Qua cái câu này, Chúa Giêsu đang cho chúng ta thấy rằng Chúa nhờ Thánh Linh mà đuổi quỷ. Chúng ta đọc ở trong toàn bộ Kinh Thánh và đọc về cuộc đời của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu sống và thi hành chức vụ, tất cả Ngài đều dựa trên nền tảng là lời Đức Chúa Trời, và Ngài nhờ cậy nơi Chúa Thánh Linh để mà hành động, để mà làm các phép lạ. Anh chị em ơi, hãy để ý điều đó. Và ở đây Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng Ngài nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ. Và đó là cái cách mà ở phía trên Ngài nói, nếu mà các ngươi nói rằng ta nhờ Beelzebul để mà đuổi quỷ, vậy thì con cái các ngươi sẽ nhờ ai mà đuổi quỷ đây? Ý của Chúa Giêsu là gì? Ý của Chúa Giêsu là chỉ có chúng ta nhờ cậy Chúa Thánh Linh thì chúng ta mới có thể đuổi quỷ được thôi. Và nếu như không nhờ Chúa Thánh Linh thì không thể đuổi quỷ được. Như vậy thì Chúa đang muốn nói với những cái người tấn công Chúa kia, những cái người mà đang nói những cái lời tầm bậy tầm bạ sằng bậy kia, nói rằng các ngươi nói như vậy là sai. Thứ nhất là Satan nó không thể tự chia rẽ được. Và Ngài bắt đầu nói một cái đất nước, một cái vương quốc thì không thể nào tự đấu đá với nhau được. Bởi vì nếu mà đấu đá với nhau gây chia rẽ thì sẽ bị sụp đổ. Thưa anh chị em, đó là cái nguyên tắc. Một khi mà đánh mất đi cái sự hiệp nhất và bắt đầu đấu đá với nhau, chia rẽ, xung đột với nhau thì nhất định cái tập thể đó sẽ bị sụp đổ. Thưa anh chị em, nếu mà Satan mà tự đuổi Satan thì nó tự giết nó rồi. Như vậy thì có lẽ là nó đã bị triệt tiêu từ lâu lắm rồi. Có đâu mà nó còn tồn tại cho đến bây giờ để mà nó có thể lừa dối, nó có thể tấn công, nó có thể áp chế, nó có thể chiếm hữu biết bao nhiêu cuộc đời. Anh chị em ơi, có một cái điều mà anh chị em cần phải để ý là những kẻ ác thường có cái sự hiệp nhất để làm việc ác. Và sự hiệp nhất đó là một sự hiệp nhất rất là chặt chẽ, rất là cao độ, thưa anh chị em. Và đặc biệt là Satan. Satan nó biết rằng nếu như thế lực gian ác của nó không hiệp nhất lại với nhau thì nó không có cách gì để có thể chiến thắng được những con người thuộc về Đức Chúa Trời được. Nó biết được cái điều đó. Cho nên nó luôn luôn có một cái sự hiệp nhất ở trong thế giới tối tăm của nó. Rất là chặt chẽ, tụi nó làm việc hài hòa, ăn ý với nhau. Và đồng thời nó luôn tấn công vào trong sự hiệp nhất của những cơ đốc nhân, của những con người thuộc về Đức Chúa Trời. Anh chị em có nhìn thấy điều đó không? Cho nên hơn ai hết tôi nói với anh chị em rằng Satan nó hiểu còn hơn cả cơ đốc nhân về cái vai trò quan trọng của sự hiệp nhất. Cho nên Satan nó không bao giờ dạy gì mà nó tự chia rẽ, tự bắn phá nhau đâu. Nó không dạy gì làm điều đó đâu anh chị em. Bởi vì làm như vậy thì nó tự suy yếu và nó không còn có thể nào tiếp tục làm hại những con người sống trên đất này. Cho nên anh chị em đừng để bị lừa dối. Mà Chúa Giêsu đã đưa ra cái lý lẽ này để bác bỏ những lời của các người Pharisee kia nói rằng Ngài đã nhờ Beelzebul là quỷ vương mà trừ quỷ. Thưa anh chị em, và Ngài đã cho chúng ta biết rằng phải nhờ cậy nơi Thánh Linh thì mới có thể đuổi quỷ được. Thưa anh chị em, đây là cái điều mà chúng tôi luôn luôn kinh nghiệm một cách rất là rõ ràng ở trong những ca giải cứu. Có thể một số người trong anh chị em nói đâu có cần phải nhờ cậy Thánh Linh gì đâu, chỉ cần nhân danh Chúa Jesus Christ đuổi quỷ là quỷ sẽ ra. Thưa anh chị em, nếu anh chị em nhân danh Chúa Jesus Christ, thứ nhất không trên nền tảng là lời Đức Chúa Trời, thứ hai không ở trong sự nhờ cậy Thánh Linh, thì cái nhân danh Chúa Jesus Christ đó của anh chị em nó không phải là cái nhân danh Chúa Jesus Christ mang lại uy quyền và quyền năng để anh chị em có thể đắc thắng ma quỷ đâu. Nếu anh chị em nhân danh Chúa Jesus Christ theo cái tôi của anh chị em, nếu anh chị em nhân danh Chúa Jesus Christ theo cái cách của anh chị em, cách riêng của anh chị em, theo ý riêng của anh chị em, mà không có một cái tấm lòng nhờ cậy Chúa Thánh Linh, không ý thức rằng mình cần phải nhờ cậy nơi quyền năng của Thánh Linh, thì anh chị em ơi, việc anh chị em có nhân danh Chúa Jesus Christ thậm chí kêu gào lên, nó vẫn không có một tác dụng gì cả. Đó là lý do vì sao mà trong mỗi một cái ca đuổi quỷ giải cứu
thì chúng ta cần phải có một cái sự cầu nguyện nghiêm túc để bày tỏ. Chúng ta cần phải có một sự cầu nguyện nghiêm túc để bày tỏ cái tinh thần đầu phục Chúa Thánh Linh, và bày tỏ rằng chúng ta sẵn sàng để cho Ngài dẫn dắt chúng ta. Chứ đừng có máy móc và cứ nghĩ là tôi chỉ cần nhân danh Chúa Giêsu Christ, bất cứ cái gì, nan đề gì trong cuộc sống, gặp con quỷ nào, tôi chỉ cần nhân danh Chúa Giêsu Christ là tôi xử lý. Anh chị em hiểu như vậy là hiểu chưa tới. Đồng ý là nhân danh Chúa Giêsu Christ có thể đuổi quỷ, có thể chữa bệnh, làm những cái phép lạ. Nhưng mà chúng ta cần phải nhân danh Chúa Giêsu Christ trong một cái ý thức rằng Thánh Linh vận hành, Thánh Linh dẫn dắt thì chúng ta mới thành công. Anh chị em hiểu điều đó không? Cho nên có một cái nguyên tắc trong vương quốc của Đức Chúa Trời là khi mà chúng ta công bố lời Đức Chúa Trời và nhân danh Chúa Giêsu Christ để công bố những cái lời của đức tin, thì anh chị em ơi, Chúa Thánh Linh sẽ hành động một cách mạnh mẽ và Ngài sẽ làm những phép lạ đuổi quỷ, phép lạ chữa lành. Có một sự phối hợp ở giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Tôi đã chia sẻ cho anh chị em cái bài về ba ngôi Đức Chúa Trời cách đây khá lâu, và tôi không biết là anh chị em có nhớ không. Và tôi đã nói với anh chị em rất là rõ ràng là ba ngôi Đức Chúa Trời không có hành động một cách riêng rẽ, không có hành động tách rời ra, nhưng mà ba ngôi Đức Chúa Trời phối hợp lại với nhau để hành động. Thưa anh chị em, anh chị em cần phải nghe lại cái bài đó nếu như mà anh chị em không nắm được cái ý chủ đạo. Và tôi hy vọng là anh chị em hiểu một cách thật là xác quyết rằng ba ngôi Đức Chúa Trời luôn hiệp một hành động với nhau và tự nguyện để lệ thuộc vào nhau. Và thưa anh chị em, đó là cách mà những phép lạ được sản sinh ra. Và ở đây, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Ngài nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ. Ngài không tự mình làm, Ngài không tách riêng, Ngài không độc lập ra để làm, nhưng mà Ngài nhờ cậy nơi Chúa Thánh Linh để mà đuổi quỷ. Ngài đang muốn nói với chúng ta rằng tất cả những cái phép lạ mà Ngài làm ở trong suốt thời gian mà Ngài thi hành chức vụ, đó là Ngài đã đứng trên nền tảng là lời Đức Chúa Trời và bước đi ở trong năng quyền của Thánh Linh. Ngài nhờ cậy Thánh Linh, chứ không phải Ngài dựa vào chính bản thân của Ngài. Lúc đó Ngài đang ở trong một thân xác con người giống như bao nhiêu con người của chúng ta. Ngài cũng biết mệt, Ngài cũng biết đói, Ngài cảm biết hết tất cả mọi sự. Ngài cũng có năm giác quan giống như chúng ta. Ngài trải qua những nỗi buồn, Ngài cũng có những niềm vui, tất cả như một con người. Và Ngài nhờ cậy nơi Chúa Thánh Linh để làm tất cả mọi sự, thưa anh chị em. Chúng ta hãy đọc tiếp. Hay là làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại? Phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người được. Ở đây thì có thể một số anh chị em không có hiểu. Chúng tôi những người làm trong công tác giải cứu thì chúng tôi rất là hiểu cái câu này. Chúa Giêsu đang nói về một trong những cái nguyên tắc giải cứu quan trọng. Đó là nếu mà chúng ta muốn giải phóng cho một cái con người thì trước hết chúng ta phải trói buộc cái lực lượng ma quỷ nó đang áp chế con người đó, nó đang khống chế con người đó, nó đang chiếm hữu con người đó. Thưa anh chị em, ma quỷ nó tác động đến một con người với ba cái mức độ. Mức độ thứ nhất là mức độ ám ảnh, là mức độ nhẹ nhất. Mức độ thứ hai là mức độ áp chế. Thì cái áp chế đó nó có thể là từ bên ngoài thôi, chứ không nhất thiết là con quỷ đó ở bên trong nạn nhân. Và mức độ thứ ba là mức độ chiếm hữu, hay người ta gọi là quỷ ám đó. Thì quỷ nó ở trong con người đó, thưa anh chị em. Và khi mà đi đến cái mức độ thứ ba là một mức độ rất là nặng, thì chúng ta thấy rằng cái con người đó nhìn vào là biết là có quỷ rồi. Còn những cái mức độ như ám ảnh và áp chế, đôi khi chúng ta không nhận ra nếu như chúng ta không có được cái ơn phân biệt các linh, đó anh chị em. Hầu hết những tín hữu bình thường họ không thể nào nhận ra được những cái người mà bị ma quỷ ám ảnh hay là áp chế, đó anh chị em. Và có rất là nhiều trường hợp người ta rất là ngạc nhiên khi mà có những quý cô, những quý bà ăn mặc rất là đẹp đẽ, sang trọng, nhưng mà khi đến một cái buổi nhóm đầy dẫy sự vận hành của Chúa Thánh Linh thì họ ngã ra
và họ bắt đầu giãy đành đạch, họ sùi bọt mép ra, và sau đó các tôi tớ của Chúa đuổi những cái tà linh đang áp chế, và khi những tà linh nó ra khỏi thì họ ngồi dậy và họ bắt đầu tỉnh táo trở lại, họ trở về với cái con người hiền lành lúc ban đầu. Còn cái lúc mà ma quỷ nó hiển lộ ra thì họ rất là nhìn rất là ghê tởm, mắt của họ long lên sòng sọc, rồi họ có thể gào thét, cào cấu, họ có thể đánh đấm, họ làm bất cứ cái thứ gì, kể cả họ có thể cởi đồ ra, làm đủ thứ chuyện. Nói tóm lại là khi mà ma quỷ nó áp chế họ thì họ không còn tự làm chủ của bản thân mình được, mà họ sẽ làm theo cái điều mà ma quỷ nó muốn. Thưa anh chị em, cái mức độ áp chế có thể là từ bên ngoài thôi, nhưng mà mức độ thứ ba là mức độ chiếm hữu, con quỷ nó đi vào trong người đó, thì coi như những cái hành động người đó là hành động của một con quỷ, chúng ta nhìn thấy rất là dễ dàng. Và đến mức độ đó người ta gọi là quỷ ám rồi, anh chị em nhìn thấy đôi mắt, nhìn thấy cái mặt, tất cả mọi thứ nó không còn là con người nữa, nó là một cái con quỷ thật sự, nhìn vào rất là ghê, rất là rợn, thưa anh chị em. Và ở đây là cái nguyên tắc, và nhân đây thì tôi chia sẻ với anh chị em luôn, chúng ta không thể nào giải cứu cho nạn nhân được, nạn nhân không thể được tự do. Và nếu như có những cái bệnh tật ốm đau đến từ ma quỷ mà ma quỷ nó vẫn còn đó, nó vẫn cứ tiếp tục ám ảnh họ, nó vẫn cứ tiếp tục áp chế họ, hay là nó chiếm hữu họ, thì bệnh tật đó nó vẫn còn. Có những cái người bệnh mà chúng tôi gặp đó, nó có những trường hợp như thế này xảy ra nè. Một cái cơn đau mà nó di chuyển, hay thậm chí là một cái khối u mà nó di chuyển, tôi không biết anh chị em đã bao giờ thấy chưa, thì chúng tôi thấy nhiều lắm. Thưa anh chị em, có thể là có một cái cơn đau ban đầu nó đang ở ngay chấn thủy, và khi chúng tôi đặt tay lên và cầu nguyện và công bố thì một lúc sau thì nó bắt đầu di chuyển qua bên sườn, đặt tay vào sườn thì nó lại tiếp tục nó di chuyển xuống bụng, rồi nhiều khi nó di chuyển xuống chân, nó di chuyển, nó giống như là giỡn chơi, như bắt cóc bỏ dĩa vậy đó anh chị em. Thì lúc đó chúng tôi, trong cái sự hiểu biết và kinh nghiệm của chúng tôi, thì chúng tôi biết rằng đây không phải là một cái cơn đau thông thường nữa, mà đó là một cái tà linh, một cái con quỷ nó đang làm cái điều đó. Và chúng tôi cầu nguyện, khi Chúa Thánh Linh bắt đầu bày tỏ cho chúng tôi những cái thông tin cần thiết, và chúng tôi bắt đầu nhân danh Chúa Giêsu Christ cậy Thánh Linh để đuổi quỷ ra. Và khi đuổi cái loại quỷ đó ra rồi thì tự động cái cơn đau nó biến mất, và nó biến mất hẳn luôn, mà không có chuyện mà nó di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, anh chị em. Cho nên là khi mà anh chị em có đối diện với những cái nạn nhân như thế này, và nếu bởi sự bày tỏ, bởi sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, anh chị em biết rằng có một tà linh, ác linh, uế linh, có một con quỷ nào đó nó đang khống chế nạn nhân, như vậy thì anh chị em cần phải làm cái bước đầu tiên là anh chị em cần phải nhân danh Chúa Giêsu Christ để anh chị em trói cái kẻ mạnh đó lại, đó là cái tà linh mà nó đang áp chế nạn nhân, đang khống chế nạn nhân đó, phải trói nó lại. Các anh chị em, có nhiều khi nó khống chế người ta, nó làm cho người ta không nghe được. Có nhiều khi nó đóng lỗ tai người ta lại luôn, và anh chị em nói cái gì cái người đó cũng không nghe hết, không nghe, không hiểu gì hết. Có khi nó đóng lỗ tai, hoặc là có đôi khi giống như nó đóng luôn cái trí não lại, và người ta không hiểu được cái gì hết, nghe không hiểu gì hết. Hoặc là có đôi khi nó đóng miệng người ta lại. Người đó có thể là một người đang cay đắng chẳng hạn, và người đó cần phải nhân danh Chúa Jesus Christ để khước từ cái linh cay đắng, khước từ những cái sự cay đắng, căm ghét, thù hận, thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Và khi đó thì cái tà linh đó nó bắt đầu nó khống chế người đó, nó làm cho người đó không thể mở miệng nó nói được. Có những người mà nó bóp cổ họ, người ta không thấy một cái bàn tay nào cả, nhưng mà rõ ràng người đó giống như một người đang bị bóp cổ, và họ cứ ngắt ngoải như là cái con cá mà nó đang bị mất nước vậy đó anh chị em. Và họ giống như là họ sắp sửa bị chết ngạt vậy đó. Chúng tôi đã gặp trường hợp này rất là nhiều, và ma quỷ nó cố để nó bóp miệng họ lại, thậm chí nó bịt lỗ tai lại, mục đích là để đừng nghe lời Chúa, đừng nghe bất cứ một cái lời nào đúng đắn hết, và đừng bao giờ mở miệng ra để hợp tác, đừng bao giờ mở miệng ra để khước từ chúng nó, hoặc là mở miệng ra để công bố tiếp nhận Chúa Giêsu, hay là tiếp nhận cái gì gì tốt lành từ nơi Ngài. Nó cố làm điều đó. Như vậy thì trong trường hợp đó, anh chị em phải làm gì? Chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu Christ, bởi sự nhờ cậy sức mạnh của Chúa Thánh Linh, mà chúng ta công bố lời Đức Chúa Trời, chúng ta công bố những lời của đức tin, và ra lệnh trói buộc, chúng ta công bố trói buộc cái tà linh, là cái kẻ mạnh, cái kẻ mà đang khống chế nạn nhân đó. Và những lời chúng tôi hét lên, đặt tay lên, nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho Satan phải buông lỗ tai, buông môi miệng của người này ra, để người này có thể lắng nghe, và người này có thể hiểu được, và người này có thể mở miệng ra để bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Trời và khước từ các người. Chúng tôi công bố như vậy, và sau đó
cái người đó bắt đầu có thể nghe được, cái người đó bắt đầu có thể nói được. Và khi họ nói được những cái lời khước từ ma quỷ, khước từ tội lỗi, khước từ những cái điều tồi tệ ở trong họ đó, thì thường là họ sẽ tan vỡ tấm lòng ra, họ khóc. Và chúng ta thấy rằng cái con quỷ nó không thể nào tiếp tục tồn tại được khi mà họ bắt đầu mở miệng ra và hợp tác với Đức Chúa Trời. Anh chị em, tôi chia sẻ sơ qua như vậy để cho anh chị em có một cái kiến thức, để khi nào mà anh chị em có gặp những nạn nhân trong trường hợp tương tự như vậy thì anh chị em có thể giúp đỡ họ. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp: ai không ở với ta là chống lại ta, ai không liên kết với ta thì tan tác. Vì vậy ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người, anh chị em để ý chỉ con người viết hoa, đây là một trong những danh xưng của Chúa. Và trong lúc Ngài còn tại thế thì Chúa Giêsu rất thường hay xưng là con người. Ngài hay thường hay sử dụng cái danh xưng là con người. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Một số anh chị em trong lớp học trực tiếp khi mà phát biểu thì tôi thấy anh chị em có một cái sự nhầm lẫn, và có một số lần tôi thấy anh chị em có sự nhầm lẫn khi đọc cái danh xưng con người này. Anh chị em đọc chữ con người và anh chị em không để ý đến rằng cái danh xưng này viết hoa, và anh chị em đôi khi tưởng rằng con người là đang nói đến con người bình thường. Không phải, con người này đang chỉ về chính Chúa Giêsu khi mà chỉ con người viết hoa. Cho nên nhân đây tôi cũng nhắc nhở anh chị em luôn, tất cả những cái từ như Chúa hay là Đức Chúa Trời, hoặc là Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh, hay là Chiên Con, hay là những cái danh xưng khác như Jehovah Shama, Jehovah Jireh gì đó, hay là con người là danh xưng này, thì anh chị em nhớ viết hoa để bày tỏ cái lòng tôn quý của chúng ta đối với Chúa. Anh chị em nhớ điều đó. Thứ nhất, đó là nguyên tắc của ngôn ngữ. Cho nên có đôi khi tôi nhắc nhở một số anh chị em, và tôi hy vọng rằng anh chị em hiểu được cái tấm lòng của tôi. Tôi làm như vậy là để giúp anh chị em, để anh chị em có cơ hội bày tỏ sự kính trọng của mình, sự tôn kính của mình đối với đấng mà mình thờ phượng. Trong nguyên tắc của ngôn ngữ thì một cái danh từ riêng thôi, chỉ con người hay là chỉ một cái đối tượng nào đó thì người ta cũng đã viết hoa rồi. Huống chi làm danh từ riêng là danh xưng của Chúa chúng ta, là đấng chúng ta thờ phượng, là đấng vĩ đại, đấng cao trọng nhất trong cả vũ trụ này, thì chúng ta không thể viết thường hay là viết tắt hay là viết một cách cẩu thả được. Có một số anh chị em cẩu thả đến mức độ mà chữ Chúa đã viết thường rồi lại viết thành chữ chùa nữa, không thể chấp nhận được, thưa anh chị em. Và đừng có nói rằng bởi vì tôi học không có nhiều, cái đó không cần phải học nhiều. Tôi nhắc anh chị em hết lần này tới lần khác, anh chị em có thể viết sai những cái lỗi chính tả khác, không có vấn đề gì. Nhưng những cái gì liên quan đến Chúa, liên quan đến những cái điều thiêng liêng ở trong Chúa, thì anh chị em phải rất là cẩn thận. Tôi học được điều đó, thưa anh chị em. Cho nên nếu mà anh chị em thật sự đi qua Do Thái, anh chị em sẽ biết rằng những bậc thầy người Do Thái, những người mà thật sự kính sợ Chúa, khi mà họ viết cái danh xưng của Chúa thôi, thì họ rất là cẩn thận, thưa anh chị em. Họ rất là cẩn thận, họ không có dám cẩu thả đâu. Đương nhiên tấm lòng là quan trọng, nhưng mà chúng ta nếu thật sự có tấm lòng thì chúng ta cũng sẽ làm tốt nhất những gì chúng ta có thể làm. Amen anh chị em. Hallelujah. Anh chị em ơi, hãy suy gẫm cái lời mà Chúa Giêsu đã nói. Mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người. Có nghĩa là con người phạm cái tội gì cũng được, phạm thượng kiểu gì cũng được, được tha hết. Nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người, có nghĩa là nói nghịch với Chúa Giêsu đó, thì sẽ được tha. Nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Bây giờ thì chúng ta hãy trở về với cái câu hỏi thảo luận của chúng ta. Khi Chúa Giêsu nói như vậy thì ý của Ngài là gì? Phải chăng Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài không cao trọng bằng Chúa Thánh Linh? Hay phải chăng Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài và Chúa Thánh Linh hoàn toàn độc lập với nhau, và chỉ có Ngài mới có sự tha thứ mọi tội lỗi, còn trong Chúa Thánh Linh thì không? Tôi trả lời ngay với anh chị em, không phải. Không phải. Chúng ta biết rằng
ba ngôi Đức Chúa Trời đồng đẳng. Đúng không? Tôi đã chia sẻ, tôi không mất nhiều thời giờ. Hôm nay không phải là bài học về ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên nếu anh chị em mà muốn nắm cho kỹ thì anh chị em nên tìm lại cái bài về ba ngôi Đức Chúa Trời để mà xem nha. Và tôi nhắc anh chị em rằng ba ngôi Đức Chúa Trời đồng đẳng. Và một trong những cái phần Kinh Thánh nói rất là rõ là gì? Chúa Giêsu nói rằng hãy có cùng lời của Chúa ở trong Philip á, nói về Chúa Giêsu đó, tức là hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Anh chị nên nhớ rằng ba ngôi Đức Chúa Trời đồng đẳng với nhau. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ba ngôi hiệp một với nhau. Và thưa anh chị em, cái câu hỏi thảo luận của chúng ta đó là phải chăng là Ngài muốn nói rằng Ngài không cao trọng bằng Chúa Thánh Linh? Câu trả lời là không. Hay là phải chăng Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài và Chúa Thánh Linh hoàn toàn độc lập với nhau, và chỉ có Ngài mới có sự tha thứ mọi tội lỗi, còn trong Chúa Thánh Linh thì không? Thì câu trả lời là không. Thưa anh chị em, ba ngôi Đức Chúa Trời phối hợp với nhau một cách chặt chẽ, ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một với nhau, ba ngôi Đức Chúa Trời tự nguyện lệ thuộc vào nhau và hành động một cách nhất quán, không bao giờ mà hành động một cách tách rời, một cách độc lập, hay là hành động một cách mà nó khác biệt với nhau hoặc là nó mâu thuẫn nhau. Nhất định không có chuyện đó. Anh chị em đọc toàn bộ Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, anh chị em sẽ thấy như vậy. Ba ngôi Đức Chúa Trời luôn thống nhất với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào đây? Khi mà Chúa Giêsu nói rằng phạm cái tội gì cũng tha hết, phạm thượng kiểu gì cũng tha hết, thậm chí là nói phạm đến con người, tức là nói đến Ngài đó, cũng được tha. Nhưng mà nếu phạm đến Chúa Thánh Linh thì không bao giờ được tha. Chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ về điều này. Nếu không thì nó sẽ không tốt đâu. Tôi còn nhớ cách đây cũng khoảng một năm trời thì phải, có một bạn nam thanh niên đi đến nhà chúng tôi. Tôi không biết từ một hội thánh nào đó trên đường Nguyễn Kiệm đó, đi đến nhà chúng tôi và vẻ mặt rất là buồn rầu, nói rằng có nghe bài giảng tối thứ tư và đến gặp để hỏi tôi một số chuyện. Nói chuyện một hồi thì chàng ta mới buông ra một câu: "Mục sư ơi, em đã phạm tội với Chúa Thánh Linh rồi. Em đã phạm tội với Chúa Thánh Linh và em đọc thấy trong Kinh Thánh nói rằng phạm tội với Chúa Thánh Linh thì không bao giờ được tha nữa. Như vậy thì có phải em sẽ đi địa ngục không, mục sư?" Thì tôi mới nhìn chàng trai đó, tôi nói thế này: "Em hiểu như thế nào mà em đã nói như vậy? Và em phạm cái gì mà em cho là em phạm tội với Chúa Thánh Linh?" Thì em nói ra một số việc, chẳng hạn như em không vâng lời Chúa, em không làm theo Kinh Thánh gì đó, và em cho đó là phạm tội với Thánh Linh. Hay là em nói về những cái việc như là một lúc nào đó, cái lúc đó là lúc em chưa hiểu gì về Chúa, rồi em có nói những cái điều phạm đến Chúa, Thánh Linh. Em có nói những cái điều mà coi thường Chúa Thánh Linh, thì em cho là đó là phạm đến Chúa Thánh Linh. Và em rất là, vẻ mặt của em rất là căng thẳng, và em nói rằng, vậy là em đã phạm tội với Chúa Thánh Linh. Em đọc thấy ở trong Kinh Thánh nói rất là rõ là phạm tội với bất cứ ai và kể cả với Chúa Giêsu cũng được tha, nhưng mà em đã phạm tội với Chúa Thánh Linh rồi, mục sư ơi, như vậy có phải là em sẽ đi địa ngục không? Thì tôi mới nói với em thế này: em nói như thế tôi không đồng ý nha. Nếu như một cái người mà phạm tội với Chúa Thánh Linh á, thì tôi đảm bảo với em là người đó sẽ không bao giờ có thái độ giống như em. Không bao giờ có cái thái độ giống như em mà phải quan tâm đến cái điều đó, phải lo lắng về điều đó, thậm chí và cảm thấy rất là bức, rất là áy náy. Không. Tôi nói với em là không phải dễ gì mà phạm tội với Chúa Thánh Linh đâu. Mà tôi nói thẳng là cái người mà phạm tội với Chúa Thánh Linh đó chính là một cái người kiêu ngạo. Thưa anh chị em, tôi nói với anh chị em luôn, cái người phạm tội với Chúa Thánh Linh không ai khác hơn, đó chính là kẻ kiêu ngạo mà Kinh Thánh nói đến. Đó chính là kẻ kiêu ngạo mà Kinh Thánh đã từng nói là Đức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo. Đó là cái kẻ kiêu ngạo mà Kinh Thánh nói rằng sự kiêu ngạo đi trước
và sự hủy diệt, sự bại hoại đi theo sau. Thưa anh chị em, và đừng bao giờ anh chị em nói rằng có một lúc nào đó ở trong cuộc sống của tôi, trước đây tôi đã từng nói phạm đến Chúa Thánh Linh, cho nên tôi đã phạm tội với Chúa Thánh Linh, và như vậy có nghĩa là tôi sẽ không được tha và tôi sẽ đi địa ngục. Tôi long trọng tuyên bố với anh chị em rằng điều đó không phải là một suy nghĩ đúng đắn. Thưa anh chị em, tôi đã gặp rất là nhiều người họ phỉ báng Đức Chúa Trời đủ thứ hết. Họ phỉ báng cả Chúa Giê-xu, cả Đức Chúa Trời, và nếu như họ biết được cái danh gì đó thì họ sẽ phỉ báng hết. Họ đụng chạm đến hội thánh, họ nói không ra cái gì hết, nói tục nói tiểu. Nhưng mà tôi cũng biết là trong số những cái con người đó có những cái người mà sau này họ đã thật sự hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, và họ đã được cứu, họ được biến đổi trở nên những con người mới. Như vậy thì tôi khẳng định với anh chị em rằng không phải khi một người nói một cái gì đó đụng đến Chúa Thánh Linh, hay là một người nói một cái gì đó mà đụng đến công việc của Chúa Thánh Linh, thì chúng ta quy cho họ là phạm tội với Chúa Thánh Linh, và chúng ta nói rằng người đó sẽ không được tha và đi địa ngục. Tôi xin thưa rằng không. Chúa Thánh Linh cũng giống như Đức Chúa Cha, cũng giống như Chúa Giê-xu. Thưa anh chị em, có tấm lòng yêu thương, có một tấm lòng quảng đại, có một tấm lòng bao dung, có một tấm lòng nhân từ. Và Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rất là nhiều phần Kinh Thánh, đã giới thiệu chúng ta rất nhiều phần Kinh Thánh, mà những phần Kinh Thánh đó nhắc đi nhắc lại rằng lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời còn đến đời đời. Chúa Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời, và Ngài muốn tha thứ tất cả mọi tội lỗi. Chúng ta đã được học những cái phần Kinh Thánh như ở trong Ê-sai chương 1 chẳng hạn, hay là chúng ta đã học ở trong Giăng Nhất chẳng hạn, Giăng Nhất và chương 1, chúng ta thấy rằng Giăng Nhất đoạn 1 câu 9, hay là ở trong Ê-sai ở phần cuối của chương 1, chúng ta thấy lời của Chúa nói rất là rõ là dầu cho tội lỗi chúng ta có đỏ như hồng điều, ở trong cái tội lỗi đó nó có những cái loại tội khác nhau mà chúng ta đã phạm, và trong đó có cả những cái lần mà chúng ta đã nói những cái lời xúc phạm đến chính Chúa. Thưa anh chị em, thật sự là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nói như thế nào đây, khi mà chính miệng của Chúa Giê-xu đã nói rằng nếu phạm tội với Chúa Thánh Linh thì mãi mãi không bao giờ được tha. Tôi đọc lại một lần nữa nha. Mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Anh chị em ơi, Chúa Giê-xu thật sự nói như vậy. Và hồi nãy giờ tôi lại đang nói với anh chị em rằng nếu như có một người nào đó, có một lúc nào đó mà nói phạm với Thánh Linh thì không có nghĩa là người đó đã phạm tội với Thánh Linh và không được tha. Như vậy có phải cái điều mà Kinh Thánh đang nói và cái điều tôi đang cố để giải thích cho anh chị em là cái điều mâu thuẫn với nhau không? Tôi xin thưa với anh chị em là không hề mâu thuẫn. Bây giờ tôi sẽ phân tích sâu hơn cho anh chị em thấy. Chúa Giê-xu đang nói những cái lời này, Ngài đang nhắm vào đối tượng nào? Có phải Chúa Giê-xu đang nói những lời này nhắm vào đám đông dân chúng, là những người đang tròn mắt lên kinh ngạc, và những người đó nói, ồ, có phải ông này là con của David không vậy? Nếu ổng là người phàm xác thịt, sao ổng làm được cái việc ghê gớm như vậy? Sao ổng làm được việc quyền năng vĩ đại như vậy? Chắc chắn Ngài không hề nói đến cái đám đông đó. Nhưng mà Ngài đang nói với đối tượng nào? Rõ ràng là Ngài đang nói với những người Pharisee, là những cái người mà khi thấy cái thái độ của đám đông trước quyền năng vĩ đại của Chúa thì họ đã nói như thế này: người này không thể nào đuổi được quỷ nếu không nhờ quỷ vương Beelzebul. Đây là lần thứ hai mà họ xúc phạm Chúa một cách tồi tệ. Họ không hề nói gì đến Thánh Linh ở đây cả. Anh chị em hãy cùng với tôi suy nghĩ cho thấu đáo chỗ này. Chúa Giê-xu đang nói về cái việc phạm tội với Thánh Linh, phạm thượng với Thánh Linh không được tha. Nhưng ở đây, những người Pharisee này không hề đụng gì đến chữ Thánh Linh, hay là Chúa Thánh Linh, hay là Đức Thánh Linh, hay là thần của Đức Chúa Trời ở đây cả. Họ đang tấn công trực diện vào Chúa Giê-xu cơ mà. Như vậy có mâu thuẫn không? Chúa Giê-xu nói rằng nếu mà nói phạm đến Ngài được tha. Và ở đây rõ ràng là mấy ông Pharisee này đâu có nói gì Thánh Linh đâu. Không hề. Suy nghĩ thêm chút nhé.
Nếu không suy nghĩ thì chúng ta sẽ bị rối và chúng ta sẽ hiểu một cách lệch lạc mất thôi. Chúng ta đọc Kinh Thánh phải suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có máy móc. Và tôi khuyên anh chị em là đừng nên nghe ai đó nói và cho là ồ nó là như vậy, và rồi anh chị em không bao giờ chịu đọc kỹ Kinh Thánh, không bao giờ chịu suy gẫm, không bao giờ chịu đào sâu. Anh chị em cần phải có những cái thời giờ đọc thật kỹ Kinh Thánh, suy gẫm và cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt mình. Anh chị em ơi, anh chị em hãy cùng với tôi suy nghĩ mà xem, mấy ông người Pharisee này không hề nói gì đến Thánh Linh cả. Cái lần kia cũng vậy, mà lần này cũng vậy. Cái lần trước mấy ông nói là người này nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ, bây giờ mấy ông nói rõ hơn, cái người này không thể nào đuổi được quỷ nếu không nhờ quỷ vương Beelzebul. Mấy ông nói là Chúa đang nhờ quỷ vương, đang nhờ Beelzebul, đang nhờ Satan, không hề chạm gì đến Thánh Linh cả. Anh chị có thấy điều đó không? Vậy mà Chúa Giêsu thì lại nói rằng nếu như người nào phạm đến Chúa, xúc phạm Chúa cũng được tha, nhưng mà xúc phạm đến Chúa Thánh Linh thì không được tha. Và anh chị em ơi, Ngài đang nói với những người Pharisee, Ngài đang nói với những người Pharisee, Ngài đang nói với các thầy thông giáo, những cái nhóm người mà luôn luôn tìm cách để mà chống đối Chúa, luôn luôn đeo bám theo Chúa từng ngóc ngách, từng nẻo đường. Họ luôn lắng tai nghe từng lời nói của Chúa. Họ xem tất cả mọi cái chương trình livestream của Chúa. Họ quan sát cái cách mà Chúa chữa bệnh, Chúa đỡ quỷ. À, tôi nói vui như thế. Nếu như lúc bấy giờ mà Chúa có livestream thì chắc chắn họ cũng sẽ làm như vậy. Anh chị em, anh chị có thấy như vậy không? Và họ luôn luôn xuất hiện. Và không hề là những cái sự xuất hiện với một cái tư thế là chúng tôi ủng hộ Chúa, chúng tôi amen với Chúa, chúng tôi tin cậy nơi Chúa, chúng tôi sẽ cùng với Chúa phục vụ để mà mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Không, nhưng mà họ luôn tìm cách thọc gãy bánh xe, họ luôn luôn tìm cách để làm sao cho dân chúng không còn tin cậy nơi Chúa nữa, làm sao để mọi người không còn lắng nghe Chúa nữa, làm sao để mọi người tẩy chay Chúa. Họ luôn luôn tìm cách để bắt bớ và thậm chí họ tìm cách để giết Chúa. Thưa anh chị em, hết lần này tới lần khác, trong tất cả những bài học trước đây, tôi phân tích cho anh chị em. Anh chị em còn nhớ không? Thỉnh thoảng chúng ta lại bắt gặp những con người này. Và tôi nói với anh chị em là họ kiên trì đeo bám. Họ cứ tấn công, họ cứ bắt bớ, họ cứ làm đủ thứ. Họ hỏi móc họng, họ chất vấn, họ làm đủ kiểu hết thưa anh chị em. Họ chưa bao giờ có một giây phút nào thể hiện lòng tin nơi Chúa. Họ chưa bao giờ có một giây phút nào thể hiện sự tôn trọng Chúa. Và không chỉ với Chúa, họ còn đối xử với dân Baptist cũng như vậy. Họ đối xử với những người nào thuộc về Chúa, những con người nào thật sự hết lòng thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, thì họ cũng đều đối xử cùng một cách như vậy. Và tôi nhắc lại cho anh chị em nhớ một điều, là cái câu mà Chúa đang cảnh cáo ở đây, Chúa không hề nói cho những người trong đám đông kia, mà Chúa đang nói cho những người Pharisee, và cũng là cho các thầy thông giáo, là những người cùng phe với những người Pharisee này nữa. Thưa anh chị em, và tôi nói một cách rõ ràng và gãy gọn với anh chị em rằng Chúa đang nói những điều này để chống lại những kẻ kiêu ngạo. Những kẻ kiêu ngạo, những thầy thông giáo và người Pharisee mà liên tục bắt bớ Chúa, liên tục thọc gãy bánh xe, đó là những kẻ kiêu ngạo. Và anh chị em ơi, họ là những người mà hiểu biết rất là nhiều về Kinh Thánh theo kiểu lý thuyết. Họ đã đọc Kinh Thánh, đọc đi đọc lại. Họ đọc rất là nhiều. Và thậm chí họ, tôi nghĩ họ thuộc câu gốc nhiều lắm. Họ thuộc những phần Kinh Thánh khác nhau nhiều lắm. Họ là những người giảng dạy mà, cho nên họ đọc nhiều và họ thuộc nhiều. Và họ biết rất là rõ là chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha thứ. Anh chị còn nhớ có một cái bài học mà họ bắt bẻ Chúa, họ nói Chúa là nói những cái lời phạm thượng. Anh chị còn nhớ không, khi mà có một người bại được đưa đến thì cái điều đầu tiên Chúa nói là hỡi con, tội lỗi con được tha. Và họ nghĩ trong đầu người này nói phạm thượng, bởi vì họ hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội, và họ hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được những công việc quyền năng. Và họ đương nhiên họ cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời làm tất cả những công việc đó qua thần của Ngài. Họ hiểu,
Hơn ai hết họ hiểu tất cả mọi điều đó, thưa anh chị em. Anh chị em có nghĩ rằng họ tin ở trong đầu á là Chúa Giêsu là một cái người xấu xa và đê tiện không? Họ tin ở trong lòng của họ đó, Chúa Giêsu là một cái người vô đạo đức không? Tôi nói với anh chị em là không đâu. Tôi chắc chắn với anh chị em họ vẫn biết Chúa Giêsu là một người tốt. Họ vẫn biết rằng những công việc mà Chúa làm là những công việc quyền năng. Họ đã chứng kiến hết lần này tới lần khác. Và họ đã chứng kiến những cái người mà không ai có thể giúp được, không ai có thể giải cứu được, không ai có thể chữa lành được. Và những con người đó khi đến với Chúa Giêsu đã được giải cứu, đã được chữa lành. Và họ cũng biết rằng Chúa Giêsu làm phép lạ, người chết sống lại sờ sờ, không thể chối cãi được. Họ biết tất cả mọi điều đó. Và họ biết có rất nhiều cuộc đời được biến đổi một cách tốt đẹp nhờ chức vụ của Chúa Giêsu. Họ biết tất cả. Nhưng lý do gì họ không công nhận? Lý do gì khiến họ không bao giờ đồng thuận với Chúa Giêsu? Lý do gì khiến họ không bao giờ amen với Chúa Giêsu? Lý do gì khiến họ không bao giờ có thể nói hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời khi những phép lạ lớn lao được bày tỏ qua chức vụ của Chúa Giêsu? Lý do gì khiến cho họ luôn luôn ở trong tư thế đối nghịch với Chúa Giêsu, chống đối Chúa Giêsu? Đó là vì lòng kiêu ngạo của họ. Họ là những kẻ kiêu ngạo. Họ không muốn thừa nhận thành quả của người khác. Họ không muốn nói những điều tốt lành về người khác. Họ không muốn nhìn thấy người khác có ảnh hưởng lớn hơn họ. Họ chỉ muốn thấy những đám đông chạy theo họ. Những đám đông bạc ngàn chạy theo họ. Họ muốn tất cả xã hội này chạy theo họ. Và chạy theo để làm gì? Để đem đến cho họ những lợi nhuận, những quyền lợi. Thật sự họ đã hưởng lợi rất nhiều từ đám đông, từ dân chúng, ở trong những cái vai trò, những cái địa vị, những chức vụ của họ. Và Chúa Giêsu qua những sự dạy dỗ của Ngài đã làm ảnh hưởng đến họ rất nhiều, đã đụng đến bát cơm bát cháo của họ rất là nhiều, thưa anh chị. Họ tức điên lên. Họ thấy người ta không còn chạy theo họ nữa. Họ thấy người ta lũ lượt chạy theo Chúa Giêsu, những đoàn dân đông chạy theo Chúa Giêsu với lòng khao khát. Họ tức tối, họ giận dữ, họ căm ghét, thưa anh chị. Và tất cả đều xuất phát từ cái lòng kiêu ngạo của họ. Anh chị em ơi, có một điều mà tôi khám phá ở trong Kinh Thánh, đó là gì? Đức Chúa Trời ban lời của Ngài. Và một khi Ngài đã ban lời của Ngài thì Ngài cũng bởi Thánh Linh Ngài mà làm những công việc quyền năng cặp theo lời của Ngài. Và nếu như lời của Ngài công bố ra mà người ta vẫn chưa tin, người ta vẫn chưa nghe, thì Ngài vẫn cho người ta thêm cơ hội nữa. Đó là Ngài sẽ làm những dấu kỳ phép lạ cặp theo lời của Ngài, để rồi người ta có thể dẹp bỏ những sự nghi ngờ và bắt đầu tin cậy nơi Ngài, bắt đầu tôn trọng Ngài. Nhưng mà nếu như sau khi tất cả những điều đó được làm, lời Chúa được công bố, những dấu kỳ phép lạ được bày tỏ, những công việc quyền năng được bày tỏ, mà người ta vẫn còn cứng đầu cứng cổ, người ta vẫn còn mạo phạm nữa, thì tôi tìm được điều này trong Kinh Thánh. Anh chị em mở ra với tôi. Ở trong Xuất Ai Cập Ký, đó là trong bản truyền thống Hiệu Đính. Còn nếu trong những cái bản khác thì đặc biệt là cái bản cũ thì đó là Xuất Ai Cập Ký. Anh chị em có thể mở ra với tôi những phần Kinh Thánh này để tìm hiểu. Rồi, chúng ta cùng mở ra Xuất Ai Cập Ký hay là Xuất Ai Cập Ký chương 4, từ câu 1 đến câu 9. Tôi đọc cho anh chị em nghe nhé. Xuất Ai Cập Ký hay là Xuất Ai Cập Ký chương 4, từ câu 1 đến câu 9. Môi-se thưa rằng, nhưng họ sẽ không tin và không nghe lời con.
vì họ sẽ nói Đức Giê-hô-va nào có hiện ra với ông đâu. Đức Giê-hô-va hỏi, con đang cầm vật gì trong tay? Môi-se thưa, một cây gậy. Chúa phán, hãy ném nó xuống đất đi. Ông ném gậy xuống đất và cây gậy biến thành một con rắn. Môi-se chạy trốn con rắn. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy đưa tay nắm lấy đuôi nó. Ông đưa tay bắt con rắn và nó lại biến thành cây gậy trong tay ông. Đức Giê-hô-va phán, việc này là để họ tin rằng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra với con. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se, hãy đặt tay con vào ngực. Ông đặt tay vào ngực và khi lấy tay ra, kìa tay ông nổi phong hủi trắng như tuyết. Rồi Ngài phán, hãy đặt tay con vào ngực một lần nữa. Ông lại đặt tay vào ngực và khi lấy tay ra, kìa da thịt tay ông trở lại bình thường. Ngài lại phán, nếu họ không tin con mà cũng không nghe tiếng phán qua dấu lạ thứ nhất, thì sẽ tin dấu lạ thứ hai. Nhưng nếu họ chẳng tin cả hai dấu lạ ấy và cũng không vâng theo lời con, thì hãy lấy nước dưới sông mà đổ tràn trên đất khô. Nước mà con đã lấy từ dưới sông đó sẽ biến thành máu trên mặt đất. Đó là một sự rủa xả. Anh chị em đọc lại Kinh Thánh đi, anh chị em sẽ hiểu sâu hơn điều mà tôi nói. Đức Chúa Trời rất là nhân từ. Đức Chúa Trời ban lời của Ngài, trước hết Ngài ban lời của Ngài. Và nếu như lời ấy không đủ để người ta tin, thì Đức Chúa Trời hoàn toàn cảm thông. Bởi vì có đôi khi lời không, người ta không đủ cơ sở để tin. Nhất là khi người ta đang có những cái niềm tin khác trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta đến, chúng ta nói những cái lời lý thuyết, thì rõ ràng họ chưa có cái cơ sở để họ tin. Nhất là khi họ đã có những thành kiến, định kiến về những cái niềm tin của họ, họ đã đóng ấn cái đó là như vậy, cái như vậy rồi. Mà nếu không có một cái điều gì xảy ra để cập theo lời Đức Chúa Trời, thì khó lòng mà người ta tin được. Cho nên Đức Chúa Trời rất là tâm lý, Ngài hiểu điều đó. Và Ngài ban cho người ta thêm cơ hội nữa, đó là lòng nhân từ của Ngài. Ngài làm các phép lạ. Có đôi khi một phép lạ người ta chưa tin, Chúa làm thêm phép lạ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ở đây, ở trong suốt Ai Cập ký này, anh chị em thấy là Chúa ban cho Môi-se hai phép lạ, giống như là một cái sự minh chứng rằng ông chính là người của Đức Chúa Trời, là người được Đức Chúa Trời sai đến. Bởi vì ông e ngại rằng nếu ông nói những cái lời lý thuyết rằng Chúa sai ông thì dân sự sẽ không tin ông. Cho nên ông đã được Chúa ban cho hai cái phép lạ đó để mà hậu thuẫn cho những gì mà ông nói, để minh chứng rằng những lời của ông nói là những lời đến từ Chúa chứ không phải từ ông bịa ra mà nói. Và anh chị em thấy ở đây rõ ràng Chúa nói, nếu mà phép lạ thứ nhất làm người ta chưa tin thì con làm phép lạ thứ hai. Và nếu như làm cả hai phép lạ mà người ta vẫn chưa tin, thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự rủa xả cho những kẻ không tin. Như vậy thì những kẻ mà đã được nghe lời Chúa và thấy những phép lạ Chúa làm nữa, vừa được nghe lời mà vừa thấy phép lạ, mà không chỉ một lần mà nhiều lần, hết lần tới lần khác, mà vẫn không chịu tin, mà vẫn còn tiếp tục bán bổ, vẫn còn cứ tiếp tục xúc xỉm, vẫn còn xúc phạm, vẫn còn tấn công, vẫn còn gây khó khăn, thì những kẻ đó đích thị là những kẻ kiêu ngạo. Những kẻ đó là những kẻ mà Đức Chúa Trời sẽ chống lại. Và những kẻ đó là những kẻ sẽ phải đi địa ngục thôi. Bởi vì sau biết bao nhiêu điều mà Chúa đã làm, bao nhiêu điều đó vẫn không đủ cho họ, thì sẽ không có điều gì cứu được họ nữa. Lời Đức Chúa Trời đã được công bố trong quyền năng Thánh Linh, lời Đức Chúa Trời đã được công bố với tình yêu thương, lời Đức Chúa Trời đã được công bố bởi đức tin, lời Đức Chúa Trời thậm chí được công bố kèm theo nước mắt, kèm theo mồ hôi. Nhưng có nhiều kẻ vẫn cứng lòng, và Đức Chúa Trời vẫn cho họ thêm cơ hội nữa. Ngài làm những dấu kỳ phép lạ cặp theo những lời của Ngài để cho họ biết rằng đó không phải là những lời lý thuyết suông, đó thật sự là lời của Đức Chúa Trời, đó thật sự là chân lý. Và Ngài không chỉ làm một lần, làm một lần họ vẫn chưa tin, Chúa tiếp tục làm lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần nữa, những phép lạ thậm chí càng ngày càng lớn hơn. Và nếu như có những kẻ nào vẫn tiếp tục khước từ tất cả, không để cho lời của Chúa đi vào trong con người của mình, không chấp nhận những phép lạ, không có bất cứ một cái lời amen nào, không có một cái lời ngợi khen cảm tạ nào, mà thay vào đó là những sự chống đối, những sự bắt bớ, thay vào đó là những âm mưu hãm hại, thay vào đó là những cái sự xúc phạm một cách nghiêm trọng, thì những kẻ đó là những kẻ đang xúc phạm đến Chúa Thánh Linh. Anh chị em hiểu không? Họ đang xúc phạm đến Chúa Thánh Linh, vì chính Chúa Thánh Linh là đấng đang bày tỏ những quyền năng dấu kỳ phép lạ, và Chúa Thánh Linh là đấng
mà Đức Chúa Trời đang sử dụng để thể hiện lòng nhân từ của Ngài, cho đến khi mà những dấu kỳ phép lạ cập theo, thì anh chị em biết rằng đã có lời Chúa đã công bố trước đó rồi. Anh chị em hiểu điều đó không? Và Chúa Thánh Linh đã làm một phép lạ, hai phép lạ, ba phép lạ, bốn phép lạ, năm phép lạ và nhiều phép lạ. Anh chị em ơi, những người thầy thông giáo và những người Pharisee này, họ đã lẻo đẻo đi theo Chúa Giêsu từ thành này đến thành kia, từ làng này đến làng nọ, từ ngóc ngách này đến ngóc cách nọ. Chính mắt họ đã chứng kiến, chính tai họ đã nghe. Họ đã nghe những gì mà Ngài đã rao giảng với tình yêu thương, những gì mà Ngài đã rao giảng với uy quyền. Ngài đã rao giảng, tôi tin rằng Ngài đã từng rao giảng trong nước mắt. Tôi tin rằng Ngài đã từng rao giảng với mồ hôi đổ đầm đìa. Tôi tin, thưa anh chị em. Tôi tin rằng có những lúc Ngài đã rao giảng trong khi bụng Ngài đói, Ngài chưa kịp ăn gì cả, thậm chí Ngài chưa kịp uống gì cả, nhưng vì cớ thương đoàn dân đông, Ngài đã rao giảng, và đằng sau sự rao giảng đó, Ngài cậy Thánh Linh để làm những phép lạ. Thưa anh chị em, cho nên những phép lạ giống như là những cái gì thuộc về đỉnh điểm mà Đức Chúa Trời đã làm để đem ân điển đến cho một con người, để đem cơ hội đến cho một con người. Và khi cái đỉnh điểm đó được thể hiện rồi mà người ta vẫn còn từ chối nữa thì đi địa ngục là chuyện đương nhiên. Còn chỗ nào mà cứu nữa? Lời Chúa đã được ban cho rồi. Phép lạ dấu kỳ, những phép lạ dấu kỳ không chỉ ban cho một lần mà là nhiều lần, lớn lao nữa, mà vẫn không tin. Mà không tin thôi thì chớ, lại còn chống đối, lại còn xách động dân chúng, lại còn cố tìm cách để bắt bớ, để hãm hại. Và Kinh Thánh nói rất là rõ ràng là họ muốn giết Chúa Giêsu. Họ muốn giết Chúa Giêsu. Anh chị em mở lại Matthew, tôi sẽ cho anh chị em thấy rằng những cái người này họ muốn giết Chúa Giêsu. Sau tất cả những gì quá tốt lành mà Ngài đã làm, họ không những không hề rung động mà họ còn muốn giết Chúa Giêsu. Anh chị em, mới hình như mới tuần vừa rồi thôi thì chúng ta đã học phần Kinh Thánh này đúng không? Matthew chương 12, và ở trong đó là có cái câu số 14: những người Pharisee đi ra bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài. Những người Pharisee đi ra bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài. Sau khi họ cố tìm cách để chỉ trích, để lên án, để buộc tội, để định tội, để tố cáo Chúa, nhưng cuối cùng họ không có làm được. Bởi vì những cái lý lẽ của họ là những lý lẽ trẻ con, những cái lý lẽ nó không có một cái gì mà hợp tình hợp lý hết. Và mỗi một lần họ nói tào lao, nói bậy bạ thì Chúa Giêsu đưa ra những cái lý lẽ hết sức xác đáng, logic, có tình có lý. Và họ cứng họng, họ không trả lời được, họ tức quá, họ không làm gì được. Và Kinh Thánh chép rằng những người Pharisee đi ra bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài. Và anh chị em ơi, anh chị em sẽ thấy sau này sẽ có phần Kinh Thánh mà Chúa Giêsu rủa những cái thầy thông giáo và người Pharisee này 7 lần. Và trong đó Chúa có nói, một trong những cái lời rủa xả đó Chúa có nói rất là rõ ràng, họ là người của địa ngục. Họ là người của địa ngục. Và anh chị em biết rằng cho đến cuối cùng họ vẫn không hề ăn năn. Chính họ đã xách động dân chúng, ép Philát vào một cái thế chẳng đặng đừng. Và cuối cùng Philát phải quyết định ban án tử cho Chúa Giêsu. Trong khi Philát đã, sau khi đã thẩm tra thì ông ta kết luận rằng người này không có tội gì cả, cùng lắm là đánh đòn là tha cho. Nhưng mà những thầy thông giáo và người Pharisee, những cái thầy tế lễ cả, những cái người ở trong cái phe đó đó, họ nhất định không chịu. Họ xách động dân chúng. Và họ đã nói những cái lời khiến cho Philát đã sợ hãi. Họ nói rằng nếu như mà Philát không xử Chúa Giêsu á, thì Philát không phải là trung thần của Caesar. Họ nói rằng hãy đóng đinh hắn vào thập tự giá, đóng đinh hắn vào thập tự giá, và hãy để cho huyết của Chúa Giêsu đổ lại trên họ và trên con cháu của họ. Và họ không ngờ rằng sự rủa xả đó thật sự đã đổ xuống. Thưa anh chị em, lịch sử đã cho chúng ta biết điều đó. Và sau này quả thật huyết vô tội
của Chúa Giêsu. Họ phải gánh hết cái trách nhiệm. Cuối cùng thì họ đã phải chứng kiến một cái cảnh tang thương ở tại Jerusalem rất là khủng khiếp với anh chị. Anh chị em thấy không? Cho đến cuối cùng họ vẫn không hề ăn năn. Họ là những con người của địa ngục, bởi vì họ là những kẻ kiêu ngạo. Và tôi nói với anh chị em cần phải dừng lại một chút và suy nghĩ thế nào là một kẻ kiêu ngạo. Có phải khi có ai đó tuyên bố một cái điều gì đó thì chúng ta cho họ là kẻ kiêu ngạo không? Tôi xin thưa với anh chị em là chúng ta hãy cẩn thận về cái việc phán xét ai đó là người kiêu ngạo. Thưa anh chị em, vừa rồi tôi nghe cái bài giảng của mục sư Stephen Furtick, một cái bài giảng của ông. Ở trong đó ông có nói, ông có kể lại về câu chuyện có một cái người, hình như là tôi nhớ không lầm là người cha của ông, đã từng có một cái sự nhận định và phán xét có hai tôi tớ Chúa. Một cái người mà có cái dáng vẻ, cách ăn mặc, cách thức giảng luận mà người cha của Stephen Furtick đã phán xét và nói rằng ông này là kiêu ngạo, vì tuyên bố điều này, tuyên bố điều kia, các cách thức ăn mặc không có giống như ông ta mong đợi, vân vân và vân vân, phong cách nó không có giống như ông ta yêu thích, và ông ta cho rằng cái người này là kiêu ngạo. Và ông ta nhìn vào một người khác và ông ta nói đó là tôi tớ khiêm nhường được sức dầu của Chúa, vân vân, bởi vì cái phong cách, cách ăn mặc, cái cách giảng nó phù hợp với ông ta, cho nên ông ta nói như vậy. Và mục sư Stephen Furtick nói rằng sau một thời gian thì mọi việc đều được bày tỏ hết. Cái người tôi tớ Chúa mà bị phán xét là kiêu ngạo á, thì chức vụ càng ngày càng phát triển, và gia đình ông ta được phước, hội thánh được phước, nhiều người được cứu. Và ông ta vẫn ở trong cái phong cách mạnh mẽ như vậy, ông ta vẫn ăn mặc như vậy, nó không có theo cái kiểu truyền thống mà nhiều người mong muốn. Ông ta ăn mặc một cách phóng khoáng, ông ta có những cái lời công bố rất là mạnh mẽ và xác quyết, chức vụ càng ngày càng thành công. Trong khi cái người mà cha của Stephen Furtick nói rằng đó là tôi tớ đầy sự sức dầu, khiêm nhường, thì trong một cái chuyến đi công tác, gọi là đi phục vụ Chúa đó, thì ông ta đi theo một cái người đàn bà, ông ta phạm tội tà dâm, và ông ta từ bỏ tất cả gia đình, chức vụ, và ông ta trở nên một con người buông lung vào trong tội lỗi. Và mục sư Stephen Furtick đã có một lời cảnh báo là chúng ta cần phải cẩn thận, đừng phán xét người khác, và đừng có thở ra thấy ai đó không vừa lòng mình, không có đúng cái phong cách mình muốn, thì mình lại nói rằng người đó là người kiêu ngạo. Thưa anh chị em, cái người kiêu ngạo mà Kinh Thánh định nghĩa đó chính là những người giống như các thầy thông giáo và người Pharisee đấy. Những kẻ mà lời Đức Chúa Trời được công bố với tình yêu thương, với đức tin, với nước mắt, với mồ hôi, và có cặp theo dấu kỳ phép lạ, nhưng mà những kẻ đó vẫn cứ trơ trơ ra như đá. Những kẻ đó chưa bao giờ amen, những kẻ đó chưa bao giờ ủng hộ, những kẻ đó chưa bao giờ mà rung động tấm lòng, chưa bao giờ đổ nước mắt ra khóc ở trong sự vui mừng về những điều Chúa làm. Thay vào đó, cứ tiếp tục chống đối, cứ tiếp tục gây chia rẽ, cứ tiếp tục tìm cách hãm hại người lành. Những kẻ đó là những kẻ kiêu ngạo, Kinh Thánh nói. Và những kẻ đó là những kẻ sẽ không bao giờ có thể kinh nghiệm được một sự tha thứ nào, chỉ đơn giản là vì những kẻ đó không bao giờ ăn năn. Những con người kiêu ngạo đó, những con người không bao giờ thấy tội lỗi của mình, không bao giờ thấy cái sai trật của mình, không bao giờ mà thấy được những cái điều tồi tệ trong con người của mình. Thưa anh chị em, họ không bao giờ sống trong tình yêu thương, họ không bao giờ có một tấm lòng trắc ẩn với số phận của người khác. Họ chỉ biết sống cho riêng mình, chỉ sống một đời sống ích kỷ, chỉ biết có mình và mình và mình và mình. Những kẻ đó là những kẻ mà ngay cả những người thân yêu của họ, họ cũng sẵn sàng tiêu diệt nếu như những người thân yêu của họ không làm hài lòng họ. Thưa anh chị em, hãy cẩn thận. Tôi tin rằng trong thế giới này không có quá nhiều người kiêu ngạo đâu. Tôi tin như vậy. Thưa anh chị em, tôi tin rằng đa số là những người bị lừa dối thôi. Đã có một lúc nào đó vì không hiểu biết mà họ lỡ, họ nói phạm đến danh Chúa. Có những lúc mà vì không hiểu biết mà họ đã chống đối đạo của Chúa. Giống như là Saul, anh chị em nhớ không?
Sau này là Phaolô, sứ đồ Phaolô. Trước đó ông là Saulơ, vì không hiểu biết đúng đắn mà ông đã bắt hại hội thánh của Chúa. Chính ông đã chỉ huy để giết chết một con người vô cùng tin kính Chúa, một người đầy dẫy Thánh Linh là Ê-tiên, giết một cách dã man, ném đá đến chết. Trong khi người ta còn sống, ném đá đến chết. Nhưng mà anh chị em thấy không, sau này Saulơ đã được Chúa biến đổi cuộc đời trở thành Phaolô. Bởi vì sao? Bởi vì ông không phải là một kẻ kiêu ngạo. Anh chị em hiểu không? Chẳng qua là ông bị lừa dối, ông tiếp nhận những sự dạy dỗ sai trật, ông đi một cái con đường sai, một con đường lầm lạc. Và Chúa biết điều đó, Chúa cho ông cơ hội, Chúa đã cho ông được gặp gỡ Ngài, và Chúa đã kêu gọi ông quay về đường ngay nẻo chánh của Chúa. Và ông đã hạ mình xuống đầu phục Chúa. Ông đã từ bỏ con đường lầm lạc, con đường sai trật của mình. Ông đã làm lại từ đầu một khởi đầu mới tốt đẹp. Và ông trở nên một sứ đồ vĩ đại qua mọi thời đại. Thế anh chị? Anh chị thấy điều đó không? Và có rất là nhiều người trong thực tế đời sống mà tôi đã thấy, họ trước khi tin Chúa, họ đã phỉ báng Chúa. Họ nói tan nát, họ nói không còn cái gì hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời không vinh vào điều đó để mà Ngài trừng phạt họ, không vinh vào điều đó để rồi Ngài ném họ xuống địa ngục. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ thương xót. Ngài nhìn vào lòng người và Ngài nhìn vào cái động cơ. Ngài biết hết tất cả mọi hoàn cảnh, Ngài biết mọi lý do tại sao. Cho nên chúng ta đừng vội phán xét người khác thôi anh chị em. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng phán xét duy nhất. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền phán xét. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có Ngài mới nhìn thấu vào lòng con người. Thưa anh chị em, Chúa Thánh Linh của chúng ta là đấng có thể biết rõ những sự sâu nhiệm trong cả Đức Chúa Trời nữa. Kinh Thánh nói rất là rõ điều đó. Và đương nhiên Chúa Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta, biết được tất cả mọi điều có trong lòng của chúng ta. Ngài biết được mọi suy nghĩ của chúng ta. Ngài biết hết tất cả những lời mà chúng ta nói ở cái nơi mà chúng ta tưởng là không ai nghe. Ngài biết hết tất cả mọi sự. Thưa anh chị em, và chỉ có Chúa là đấng có đủ cơ sở để thẩm định và phán xét. Đó là lý do vì sao Chúa dạy chúng ta là đừng phán xét sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Sớm quá là như thế nào? Có nghĩa là cái giờ phán xét đó là cái giờ của Chúa, và Chúa là đấng phán xét. Nếu mà Chúa chưa đến, bất cứ ai đang sống trên thế giới này mà buông ra một sự phán xét thì đó là người đó đang giống như là cầm đèn chạy trước ô tô vậy đó. Người đó đang ngồi vào cái ghế của Đức Chúa Trời vĩ đại, là vị thẩm phán tối cao của vũ trụ này. Và đó chính là kẻ kiêu ngạo. Cẩn thận, chính những kẻ phán xét người khác mới là những kẻ bị đánh đổ. Chính những kẻ đó mới là những kẻ kiêu ngạo, chứ không phải là ai đó mà người đó đang lên án là kiêu ngạo, kiêu ngạo. Cho dù người ta là một cái người thật sự là một cái người đang có vẻ như kiêu ngạo đi nữa, thì chúng ta đừng bao giờ mà đứng vào chỗ hay là ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời để phán xét người khác. Đó là một việc dại dột vô cùng thưa anh chị em. Bởi vì không ai trong chúng ta đủ thông tin, không ai trong chúng ta có đủ cái sự hiểu biết để chúng ta có thể phán xét người khác. Vì có những cái chúng ta nghe phong phanh ở đâu đó, chúng ta đã vội phán xét quá sai lầm. Những cái người nghe phong phanh, nghe người này người kia nói rồi đi phán xét một người đó là một điều sai lầm vô cùng. Tôi đã nói điều này vài lần rồi và tôi sẽ nhắc lại nữa thưa anh chị em. Và có những cái mà khi anh chị em thấy tận mắt cũng chưa chắc đó là sự thật. Ở ngoài đời người ta còn biết điều đó đúng không anh chị em? Cũng như những anh chị em xem một cái bộ phim thì đó là một bộ phim, thấy cảnh giết người nhưng mà đó là một cái phim thôi, người ta đóng thôi. Anh chị em ơi, đó không phải là một cái thực tế, nó không phải là một hiện thực thưa anh chị em. Cũng như anh chị em có thể nhìn thấy một cái điều gì đó đang xảy ra trước mắt anh chị em, và theo nhận định của anh chị em là như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà cái bản chất của cái mà anh chị em nhìn thấy, anh chị em không biết nó là gì. Và anh chị em vội vàng phán xét, anh chị em sai. Anh chị em sai. Có đôi khi anh chị em nhìn thấy, tôi giả sử nhé, thí dụ như một cái người quen của anh chị em đang bạc tai người khác một cái, và lập tức anh chị em kết luận, wow, đó là một đồ độc ác, gian ác. Nhưng mà nếu anh chị em có thể hiểu được cái hoàn cảnh sâu xa, có thể là cái người mà bị bạc tai đó là một người rất là khốn nạn, một người mà đã vừa mới cướp đi một điều gì đó rất là giá trị của người kia, đã xúc phạm người kia một cách nặng nề, và người kia ở trong một cái cơn bức xúc người ta bạc tai, thì cái bạc tai đó ban đầu mình lại lên án người bạc tai đó. Nhưng mà thật ra cái kẻ đáng lên án chính là cái kẻ bị bạc tai, thì có thể kẻ đó đã giết chết người thân của ai đó, kẻ đó vừa mới hãm hiếp con cái của ai đó, hay là kẻ đó vừa mới làm cho ai đó bị thân bại danh liệt. Và trong lúc cái người kia họ đang bức xúc, họ không kìm được, họ bạc tai, thì đương nhiên
thật ra cái bạc tai đó cũng không phải là cái điều gì đúng đắn hay là đẹp đẽ cả, nhưng mà nó không phải là cái gì so với những hành động bỉ ổi mà cái người bị bạc tai kia đã từng làm. Nhưng mà, vậy mà nếu chúng ta mới nhìn vào, cái người này độc ác quá, đi đánh người vô tội, nhưng mà cái ông kia có phải là vô tội đâu. Cho nên tôi nói cái ví dụ như vậy để cho anh chị em thấy, có những cái chúng ta thấy ngay tận mắt của chúng ta, nhưng chưa chắc nó là bản chất của vấn đề. Và vì chúng ta không thật sự biết bản chất của vấn đề, cho nên sự phán xét của chúng ta là sai lầm, và chúng ta sẽ làm rối loạn tất cả mọi mối quan hệ lên với cái cách thức chúng ta hành xử như vậy, với anh chị em. Cho nên hãy cẩn thận. Và tôi nói với anh chị em rằng Chúa Giêsu là đấng có quyền phán xét. Chúa Giêsu là đấng có quyền tuyên án, thưa anh chị em. Và bây giờ Ngài đang nói những cái lời cảnh cáo này như là những lời tuyên án những thầy thông giáo, những người Pharisee là những kẻ kiêu ngạo, là những kẻ mà đã từng được lắng nghe lời của Ngài công bố, là những lời tốt đẹp, là những lời vàng ngọc, là những lời đầy năng quyền. Và những kẻ này cũng đã từng chứng kiến những phép lạ Ngài làm, người què đi được, người câm nói được, người điếc nghe được, người mù thấy được, thưa anh chị em, và thậm chí người chết sống lại. Và họ đã từng chứng kiến và họ đã từng nghe, đã từng biết rằng Chúa Giêsu đuổi quỷ trừ tà, Chúa Giêsu làm những cái phép lạ, đủ mọi phép lạ ở trong suốt quá trình Ngài đi đây đi đó để thi hành chức vụ. Nhưng mà những con người này chưa một lần rung động trái tim. Những thầy thông giáo và người Pharisee này chưa một lần amen với Chúa Giêsu. Những thầy thông giáo và người Pharisee này chưa bao giờ có một sự cảm động. Họ chưa bao giờ đứng về phía Chúa. Họ đang đứng về một phía đối lập. Và nếu phía đối lập với Chúa thì anh chị em biết đó là phía nào không? Chỉ có một phía duy nhất thật sự đối lập với Chúa, đó chính là phía của Satan. Đó là phe của Satan. Những người này đã trở nên tay sai của Satan rồi, thưa anh chị em. Cho nên những lời cảnh báo này là những lời cảnh báo dành cho những ai giống như các thầy thông giáo và người Pharisee. Cho nên tôi nói để tất cả các cơ đốc nhân hãy yên tâm. Nếu trong một lúc nào đó, vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta, mà chúng ta đã nói một cái lời nào đó giống như một lời xúc phạm đến Chúa, có thể là xúc phạm đến Đức Chúa Trời, có thể xúc phạm đến Chúa Giêsu, hoặc thậm chí chúng ta có nói đến Chúa Thánh Linh, chúng ta nói cái gì đó về Chúa Thánh Linh, nhưng mà thật sự chúng ta không cố tình làm điều đó. Chúng ta không cố tình làm điều đó vì chúng ta không hiểu biết mà chúng ta mới làm điều đó mà thôi. Thì thưa anh chị em, đừng mặc cảm tội lỗi và đừng có nói rằng như vậy thì tôi sẽ không được tha và tôi sẽ đi địa ngục. Không, không, không. Anh chị em, nếu anh chị em thật sự nhận thấy điều mình làm đó là sai, anh chị em hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, thì anh chị em chắc chắn sẽ được cứu. Amen anh chị em. Không có tội nào mà Chúa không thể tha thứ. Tôi nói với anh chị em điều đó. Không có bất cứ một tội nào mà Chúa không thể tha thứ. Chỉ có những kẻ kiêu ngạo, bởi vì họ đã từ chối sự tha thứ của Chúa, họ đã từ chối sự cứu rỗi của Chúa. Anh chị em hiểu điều đó không? Họ không chịu ăn năn, cho nên họ không được tha thứ, là bởi vì chính lòng kiêu ngạo của họ, chứ không phải vì những cái tội lỗi lớn nhỏ mà họ đã phạm trong cuộc đời. Không phải vì họ đã hãm hiếp ai đó, không phải vì họ đã từng giết người, không phải vì họ đã từng tham nhũng hối lộ, hay là ăn cắp ăn trộm cái gì của ai đó, hay là từng nói xấu người khác mà họ xuống địa ngục đâu. Chúa có thể tha thứ mọi tội lỗi đó, nhưng chỉ có một điều duy nhất khiến họ phải đi địa ngục, chỉ có một điều duy nhất khiến họ không bao giờ được tha, đó là vì họ là một kẻ đã kiêu ngạo và không bao giờ nhìn nhận tội lỗi của mình, không bao giờ chịu ăn năn. Và vì không chịu ăn năn cho nên đời này và mãi mãi không bao giờ được tha. Còn nếu như một ngày nào đó anh chị em nói với tôi rằng có ông thầy thông giáo và người Pharisee đó, hay là có ông mục sư nào đó, hay là có cái ông gì đó, ông cha hay là ông gì đó hạ mình xuống ăn năn, hay là ông thầy gì đó hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, tan vỡ tấm lòng ra khóc ăn năn trước mặt Chúa và xin tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì anh chị em ơi, những người đó chắc chắn được cứu, bất kể họ đã từng nói gì trước đó, bất kể họ đã từng làm gì trước đó. Nhưng nếu mà họ hạ mình xuống ăn năn chứng tỏ họ không phải là một kẻ kiêu ngạo. Bởi vì một kẻ kiêu ngạo sẽ không bao giờ hạ mình ăn năn đâu, thưa anh chị em. Còn những cái tư tưởng kiêu ngạo một lúc nào đó nó du nhập vào trong đầu óc chúng ta, những cái linh của sự kiêu ngạo một lúc nào đó nó cám dỗ, nó lừa dối, nó áp chế chúng ta, để rồi trong một giai đoạn chúng ta có vẻ như một người kiêu ngạo, thì cái đó cũng không có phải là chúng ta là người kiêu ngạo. Nhưng vì chúng ta lừa dối, bị lừa dối, chúng ta thiếu sự hiểu biết, mà chúng ta đã để cho ma quỷ nó dẫn dắt chúng ta vào con đường đó thôi. Và Chúa nhân từ, Ngài sẽ có một cái cách thức nào đó, Ngài sẽ đem đến một cơ hội nào đó để giải phóng chúng ta. Và chỉ cần chúng ta khi được giải phóng rồi,
chúng ta trân trọng những gì Chúa làm và chúng ta bước đi tiếp tục trong con đường công chính của Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải đi địa ngục đâu, thưa anh chị. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi mong anh chị em về nhà và đọc lại phần kinh thánh này để anh chị em thấy được cái ẩn ý sâu sắc ở bên trong nha. Rõ ràng tôi nhắc lại một lần nữa, những người Pharisee này không hề chạm gì đến Chúa Thánh Linh, không hề nói gì đến Chúa Thánh Linh cả. Họ đang tấn công trực diện Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu lại nói rằng họ phạm tội với Chúa Thánh Linh. Tất cả những điều này là Chúa Giêsu đang nói, đang buộc tội họ rằng họ đang phạm tội với Chúa Thánh Linh, mặc dù họ không hề nhắc gì đến Chúa Thánh Linh. Đó là vì cái ý chính Chúa đang muốn nói với tất cả mọi người rằng đây là những kẻ kiêu ngạo, và những kẻ kiêu ngạo này là những kẻ phải đi địa ngục. Tất cả những con người nào thật sự đã chọn một đời sống kiêu ngạo, chọn một lối sống kiêu ngạo, một đường lối kiêu ngạo, một chính sách của sự kiêu ngạo, những kẻ đó nhất định phải đi địa ngục và không bao giờ có thể được cứu cả, thưa anh chị. Tôi ước ao một điều, tất cả những người nào nghe được bài học hôm nay, dù cho trước đây anh chị em đã phạm tội gì, dù cho trước đây anh chị em đã từng nói điều gì, thì hôm nay anh chị em hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho anh chị em. Mọi tội lỗi đều được tha cho chúng ta. Đó là lý do vì sao trong Thi thiên 103 câu 3 nói rất là rõ ràng. Ấy là ngày tha thứ mọi tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Thưa anh chị em, Satan là một kẻ kiêu ngạo, và lũ quỷ đi theo nó là những kẻ kiêu ngạo. Và chính vì chúng nó là những kẻ kiêu ngạo, không bao giờ nhìn biết tội lỗi của mình và luôn luôn chống nghịch Chúa, cho nên chúng nó không bao giờ được tha thứ. Chỗ chúng nó được định sẵn ở trong hồ lửa đời đời rồi. Và tất cả những con người nào kiêu ngạo giống như chúng nó không bao giờ chịu nhìn nhận tội lỗi mình, không bao giờ chịu ăn năn, thì những kẻ đó phải đi xuống hồ lửa đời đời thôi. Không có cách gì để cứu được, thưa anh chị em. Và tôi nói cho anh chị em một cái điều như thế này. Chúa Thánh Linh chính là đấng ấn chứng cho sự cứu rỗi của chúng ta. Và Chúa Thánh Linh là đấng mà chúng ta có thể làm cho ngày buồn. Có thể tôi và anh chị em không phải là một cái người giống như những người thông giáo và Pharisee. Có thể chúng ta không phải là một cái kẻ mang một cái bản chất kiêu ngạo và chọn một đường lối kiêu ngạo để chống nghịch Chúa. Nhưng mà vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta, vì chúng ta đã để cho những cái giáo lý sai trật, những cái sự dạy dỗ sai trật nó du nhập vào trong đầu óc của chúng ta, mà có những lần ở trong cuộc đời theo Chúa chúng ta đã làm buồn lòng Chúa Thánh Linh, thì chúng ta cũng nên điều chỉnh lại bắt đầu từ hôm nay, thưa anh chị em, để chúng ta sẽ không làm Chúa Thánh Linh buồn nữa, mà thay vào đó chúng ta sẽ làm cho Chúa vui, Chúa mỉm cười. Và chỉ khi nào Chúa Thánh Linh vui và mỉm cười thì niềm vui của Chúa mới tuôn tràn trong cuộc đời của chúng ta. Còn nếu như Chúa Thánh Linh buồn lòng thì đời sống của chúng ta cũng sẽ không bao giờ có được niềm vui đâu, thưa anh chị em. Anh chị em cùng mở ra với tôi trong Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Lời Chúa chép rằng: anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Ngài là đấng ấn chứng cho sự cứu chuộc của chúng ta. Thưa anh chị em, Ngài chính là đấng đem chúng ta vào trong sự tái sanh. Thưa anh chị em, cho nên một khi anh chị em ý thức rằng mình đang ở trong Ngài, thì chúng ta hãy sống một đời sống bước đi theo Thánh Linh. Một đời sống bước đi theo Thánh Linh là đời sống như thế nào? Tôi tin một đời sống bước đi theo Thánh Linh là một đời sống yêu mến, khao khát lời Đức Chúa Trời, tôn trọng lời Đức Chúa Trời, đọc lời Đức Chúa Trời, suy gẫm lời Đức Chúa Trời, lắng nghe lời Đức Chúa Trời và áp dụng lời Đức Chúa Trời một cách cẩn thận trong đời sống. Thánh Linh dẫn dắt chúng ta căn bản qua lời của Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, Thánh Linh cũng có thể bày tỏ cho chúng ta những lời tiên tri, những cái sự mặc khải, những giấc mơ hay một cái điều gì đó siêu nhiên tương tự như vậy. Nhưng mà tất cả những điều đó nó phải đặt trên nền tảng là lời Đức Chúa Trời. Cho nên chung quy thì Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng ta dựa trên nền tảng là lời Đức Chúa Trời, thưa anh chị em. Cho nên một người bước đi theo Thánh Linh thì
thì tôi tin rằng đó chính là một người bước đi trên nền tảng là lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thật sự bước đi trên nền tảng lời Đức Chúa Trời, chắc chắn là chúng ta đang bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh đó. Thưa anh chị em, Amen, Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi còn nhớ những cái năm tháng mà tôi ở ngoài Tam Kỳ, Quảng Nam, thì tôi đã chứng kiến những cái điều nó mang bản chất tương tự như sự kiện mà Chúa Giêsu đã đối diện. Thưa anh chị em, tôi còn nhớ khi một cái người mà bị liệt chân ở trong bệnh viện đã kinh nghiệm quyền phép của Chúa Thánh Linh và đứng dậy bước đi, và sau đó sau 2 ngày thì xuất viện trở về nhà, và có một số phép lạ kèm theo, đó là gia đình của bạn thanh niên đó bắt đầu ăn năn với Chúa. Người cha nghiện thuốc lá, nghiện rượu, bỏ thuốc, bỏ rượu, và cả gia đình kính sợ quay trở lại thờ phượng Chúa một cách đàng hoàng, nghiêm túc. Thì anh chị em biết không, lúc đó sự chống đối từ chính những cái thầy thông giáo và người Pharisee của thời đại nổi lên một cách mãnh liệt và nhắm vào bản thân của tôi trong chức vụ. Và sau đó thì tôi đã có những cái tên mà tôi đã từng nói với anh chị em. Một trong những cái tên đó là Satan. Họ gọi tôi là Satan. Cho nên tôi đọc cái phần kinh thánh này, tôi nói thật với anh chị em là tôi hiểu rất rất là nhiều. Bởi vì đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy. Khi mà mình công bố lời Đức Chúa Trời và mình nhờ cậy nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để hành động, phép lạ xảy ra, thì đó là lúc mà mình lại bị chống đối nhiều hơn nữa. Mình bị miệt thị, mình bị xúc phạm một cách rất là trắng trợn. Và họ gọi tôi là Satan. Cũng giống như họ nói rằng Chúa Giêsu đã nhờ Satan, nhờ Beelzebul mà đuổi quỷ vậy đó. Thưa anh chị em, tôi ước ao rằng những ai là những người đã nói những cái điều xúc phạm như vậy và nhận ra rằng bởi vì mình đã ở trong một sự thiếu hiểu biết mà mình nói, bây giờ nghe những cái điều này thì hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Và những người nào đã từng làm buồn lòng Chúa Thánh Linh qua những cái việc giống như là đặc biệt là những anh chị em ở trong các hội thánh truyền thống đó, thì anh chị em không được dạy dỗ nhiều về Chúa Thánh Linh. Anh chị em hầu như không có cái kinh nghiệm nào với Chúa Thánh Linh cả. Anh chị em không có kinh nghiệm gì về ân tứ cả. Cho nên khi anh chị em thấy ai đó đang vận hành trong ân tứ thì rất là nhiều người trong anh chị em dị ứng. Khi có ai đó đặt tay và công bố đuổi quỷ chữa bệnh thì nhiều người đã từng nói rằng đó là kiêu ngạo, hay là cái đó là tôi đã từng thấy người ta nói như vậy, chỉ có là quỷ nó mới đuổi quỷ thôi, chứ còn ngày hôm nay Chúa không làm những phép lạ như vậy, vân vân. Chính những vị mục sư nói như vậy. Thưa anh chị em, nếu như anh chị em đã từng giống như vậy và anh chị em vì sự thiếu hiểu biết mà đã nhìn vào những người của Chúa, những người đang thi hành chức vụ ở trên nền tảng lời Đức Chúa Trời, ở trong sự dẫn dắt, trong sự vận hành của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu Christ, mà anh chị em lại xúc phạm họ, thì anh chị em ơi, anh chị em đã làm buồn lòng Chúa Thánh Linh rồi đó. Bởi vì họ đang bước đi theo Chúa Thánh Linh mà anh chị em lại xúc phạm họ, anh chị em lại nói họ là tiên tri giả thế này thế nọ, là quỷ, là ma, là Satan, là bọn này, là bọn nọ, thì anh chị em không phải là xúc phạm chính người tôi tớ Chúa đó đâu, không phải xúc phạm cái người là cơ đốc nhân đó đâu, mà anh chị em đang xúc phạm chính Chúa Thánh Linh đó. Và anh chị em đã làm buồn lòng Thánh Linh, và chính vì lẽ đó mà có nhiều người không thể nào kinh nghiệm được một cái điều tốt lành trong đời sống mình. Có nhiều người sau này, kể cả khi họ đã rời khỏi những cái chỗ của truyền thống đó và họ bắt đầu bước đi ở trong cái con đường mạnh mẽ hơn, nhưng mà họ nói với chúng tôi rằng rất là khó nhận được báp têm Đức Thánh Linh, rất là khó nhận được cái sự thăm viếng, cái sự tác động, cái sự đổ đầy của Chúa. Họ rất là khó nhận được, họ cảm thấy rất là có gì đó nó khô hạn, cái gì trở ngại họ. Và một trong những điều mà tôi nói với người đó là bạn đã từng làm buồn lòng Chúa Thánh Linh. Tôi chỉ cho họ thấy, tôi nhắc cho họ nhớ những cái điều mà họ đã từng nói. Họ đã xúc phạm đến những người đang vận hành trong Thánh Linh. Họ đã xúc phạm đến những người mà đang làm đúng theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Họ đã xúc phạm đến những người mà đang sử dụng những ân tứ mà Chúa Thánh Linh ban cho họ. Và đó chính là xúc phạm Thánh Linh, làm buồn lòng Thánh Linh. Và vì Thánh Linh vẫn còn đang buồn, cho nên Thánh Linh không thể nào vui lòng để có thể làm những cái công việc quyền năng trên đời sống của họ, cho tới khi mà họ thật sự nhận thức sâu sắc, họ hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Thì tôi nói với anh chị em là lúc đó họ mới có thể kinh nghiệm được sự đổ đầy của Chúa Thánh Linh. Cho nên nếu anh chị em nào là những người mà rất là khao khát được báp têm trong Thánh Linh, rất là khao khát kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh trong đời sống và sở hữu những ân tứ khác nhau, nhưng mà đã cầu nguyện nhiều nhưng mà thấy dường như có gì đó nó khô hạn, nó cứ ngăn trở hoài, thì rất có thể anh chị em đã làm buồn lòng Thánh Linh vì những cái thái độ, những cái lời nói sai trật của anh chị em về ai đó là những người của Chúa đã vận hành ở trong Chúa. Thì anh chị em ơi, hãy ăn năn với Chúa.
hạ mình xuống ăn năn với Chúa, và nếu có thể được, hãy tìm đến với những người mà anh chị em đã xúc phạm và hãy xin lỗi họ một cách chân thành. Thì ngay tại cái điểm đó, tôi tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ thăm viếng đời sống anh chị em và anh chị em sẽ kinh nghiệm những cái điều rất là kỳ diệu. Amen anh chị em. Bài học của chúng ta hôm nay có đề tài là nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Và điều đó có nghĩa rằng những kẻ kiêu ngạo, những kẻ chọn đường lối của sự kiêu ngạo là đường lối chống nghịch lại với đường lối của Đức Chúa Trời chúng ta, thì những kẻ đó là những kẻ nhất định sẽ phải đi địa ngục và không ai có thể cứu được. Bởi vì chính Chúa là đấng cứu họ mà họ chống nghịch họ, họ chống nghịch lại Chúa thì còn ai có thể cứu được nữa đâu. Anh chị em hiểu điều đó không? Nếu Chúa Thánh Linh là đấng ấn chứng cho sự cứu rỗi của họ mà họ chống nghịch lại Chúa Thánh Linh, họ mạo phạm đến công việc của Ngài thì sẽ không có ai hay bất cứ điều gì có thể cứu được họ. Cho nên tôi mong muốn rằng tất cả tôi con Chúa ở khắp mọi nơi, chúng ta nghe được thông điệp này thì hãy kiểm tra lại đời sống mình, kiểm tra lại thái độ lời nói mình từ trước đến giờ, xem mình đã từng có thái độ, có lời nói hay hành động nào mà phỉ báng, xúc phạm đến những công việc của Chúa Thánh Linh hay không. Và nếu như chúng ta phát hiện ra mình đã rơi vào chỗ đó thì lập tức hạ mình xuống ăn năn trước khi đã quá muộn. Và anh chị em hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Và từ nay khi anh chị em nghe lời Đức Chúa Trời và đặc biệt thấy có những cái công việc quyền năng của Chúa cặp theo những lời đó thì anh chị em hãy bày tỏ sự tôn trọng, hãy amen. Chúa Giê-xu đã nhắc lại một lần nữa là cây tốt thì sinh trái tốt và cây xấu thì sinh ra trái xấu. Đó là nguyên tắc xem trái biết cây, thưa anh chị em. Và những cái công việc quyền năng được bày tỏ cặp theo lời Đức Chúa Trời sẽ đem lại niềm vui cho ai đó, sẽ đem lại sự bình an cho ai đó, sẽ đem lại sự chữa lành, sức khỏe thiên thượng cho ai đó, sẽ đem lại sự biến đổi cuộc đời của ai đó. Từ chỗ con người xấu xa trở nên con người tốt đẹp, từ chỗ những con người bẩn thỉu, những con người phạm đủ thứ tội ác sẽ trở nên một con người lương thiện, một con người sống hữu ích giữa cuộc đời này. Và khi chúng ta thấy được những bông trái đó sản sinh ra thì chúng ta phải biết rằng cái người mà đã nhờ cậy nơi Chúa để thực hiện được điều đó, đó chính là người thuộc về Đức Chúa Trời. Và chúng ta thay vì chống đối thì hãy tôn trọng, thay vì chúng ta tìm mọi cách để hãm hại, chúng ta hãy góp công góp sức cùng nắm tay nhau lại với con người đó để hiệp một, để thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời, để vương quốc của Chúa được mở rộng trên đất. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng bài học này sẽ đem lại sự thức tỉnh cho những người nam, những người nữ, những người mà bấy lâu nay tự nhận mình là Cơ Đốc nhân. Và tôi ước ao rằng bài học này cũng có thể giúp đỡ cho ai đó là những người bên ngoài, những người chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu, hiểu biết hơn về Chúa, về lời của Chúa. Và nếu quý vị thật sự muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận tình giúp đỡ quý vị để đảm bảo rằng quý vị trở thành con cái của Đức Chúa Trời, thoát khỏi sự đoán phạt ngày sau và kinh nghiệm sự cứu rỗi, kinh nghiệm sự tự do và kinh nghiệm những điều lạ lùng mà Chúa sẽ làm cho đời sống của quý vị. Cảm ơn Chúa. Xin chào tạm biệt tất cả anh chị em. Hẹn gặp lại các thành viên ở trong lớp học trực tiếp vào lúc 8 giờ tối thứ tư tuần sau, và hẹn gặp lại các anh chị em theo dõi qua livestream vào lúc 8 giờ 20 tối thứ tư tuần sau. Xin Chúa ban phước cho tất cả. Amen.